Trời ơi, tới nãy giờ một tiếng đồng hồ rồi. Ở nhanh đi nha. Ở rồi, biết rồi, biết rồi. Ê, Thành tới chưa? Đang kẹt xe nó nói vậy đó. Lúc nào cũng tới trễ hết trơn vậy. Tính nó vậy mà. Mệt ghê á, ôm tiền sợ gần chết nè. Ủa, lo được rồi hả? Thiệt thì nó mượn tao 25 triệu đó để tính cái kế hoạch này nè. Mà đâu có đủ 25 triệu đâu, thiếu 6 triệu. Thiếu 6 triệu? Ừ, cái tao quần tao đi cả đêm qua cũng được 6 triệu đó. Tao không ngờ mày vì tình bạn mày hy sinh tới vậy luôn á. Hy sinh làm sao? Đi khách cơ. Mày điên hả? Cả đêm qua tao đi soạn đồ cầm đồ 6 triệu cho nó. À, thì nghĩ tướng tao đem 6 triệu à. Ui 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 ui. Mày tới hả? Dạ. Ê, nó nghe nè, chuẩn bị tôi đầy đủ hết trơn chưa? Đầy đủ hết. Xong hết rồi. Nó nghe nè, lần này đến giúp tôi nha. Tôi mà quen được cái cô gái này á là tôi tạ ơn mấy bạn nhiều lắm luôn á. Nó mệt quá, lần nào mà cô gái cũng kêu tôi tao bày trò hết trơn á, mệt quá. Thôi mà, ráng giúp tôi lần này nữa thôi. Thì tao biết rồi. Ôi, cổ dễ thương lắm. Tôi nè, tôi là fan trưởng. Trưởng trong cái nhóm fan club của cổ á. Vậy hả? Làm việc ở đây làm cũng mấy tháng rồi. Tôi có cảm tình với cổ lắm mà. Sao cổ không hiểu á, bữa nay mới cả gian hẹn cổ ở đây nè. Nói chung là làm theo kế hoạch là được rồi. Thì vô. Anh Thành. Chào Ni. Dạ chào anh. À, em ngồi đi. Dạ. Anh tới lâu chưa? À, anh tới sớm lắm. Anh tới gần cả tiếng đồng hồ rồi. Hôm nay em ra đây gặp anh đó là để nói lời cảm ơn anh. Trong những lần em học khoa đó thì anh là người giúp đỡ em rất là nhiều công việc quan trọng. Không có ai giúp em giữ xe, lau nhà, bưng nước ra cho các khoa anh nữa. Đừng có kể nữa em à. Em kể anh mắc cỡ quá. Tại vì anh rảnh thì anh làm thôi à. Chứ là anh cũng quý mến em ấy. Chứ anh cũng bận rộn lắm. Anh không có nhiều thời gian để làm đâu. Thì anh cũng khá là nổi tiếng mà. Em là nổi tiếng ở trên cộng đồng mạng. Còn anh là nổi tiếng ở cộng đồng dân cư em mà. Ai cũng nói gì hết trơn á, anh vui tính lắm. Nhưng mà nói thiệt đó, anh không nói dở em đâu. Em nổi tiếng kiểu em, anh nổi tiếng kiểu anh đó. Anh Thành. Trời đất ơi anh Thành. Anh. Trời ơi, em ngưỡng mộ anh lắm luôn á. Ngưỡng mộ lắm luôn đó. Ủa hai đứa là ai vậy? Sao hai đứa biết anh? Khu phố em ai cũng hâm mộ anh hết trơn á. Ủa vậy hả? Ừ, tối mà 5-6 giờ chiều đó, cái cơ mấy cô mấy chú mấy ông mấy bà sớm em đó, bỏ gia đình bỏ con cái ra trước cửa phường đội đứng đợi mấy anh công an ra hỏi sao chưa bắt đường Thành. Xin chữ ký kỷ niệm nha anh Thành. Có chuẩn bị hết trơn á. Rồi bây giờ ký ở đâu? Đây, ký áo em đi. À ký lên. À, rồi anh ký nha. Dạ. Em ơi. Dạ. Trơn quá ký không được em à. Anh cứ ký mạnh vào, em chấp nhận hy sinh. Có được chữ ký của anh là cái gì em cũng chịu hết á. Rồi. Dạ. Vậy anh ký mạnh tay xíu nha. Dạ, dạ. Ký đi anh. Ủa sao vậy? Ký thiệt hả ba? Ráng đi chú tao bồi dưỡng thêm cho. Rồi luôn. Rồi. Anh ký nha. Anh ký tên đi nha. Em có sao không? Em sướng. Em có ký không? Đem về em mượn cái lưng đi photo được rồi anh. Trời, hai đứa này thiệt tình luôn á. Dễ thương gì đâu á. Em ngồi đi em. Dạ. Không biết sao mấy đứa nhỏ nó mê anh dữ lắm. Được gặp anh đi ngang qua lại là xin chữ ký anh ha. Em có bao giờ nghĩ là nguyên nhân tại sao anh hẹn ra đây không? Em không biết nữa. Anh biết là em biết. Thế nào cũng suy nghĩ rằng á, tại vì em xinh đẹp anh mới hẹn ra đây đúng không? Không phải đâu em à. Anh nói thiệt với em, anh là một người đàn ông yêu cái bên trong hơn là yêu cái bên ngoài mà. Anh yêu những cái sự đẹp đẽ bên trong, tính cách bên trong, chứ anh không quan trọng cái vẻ bề ngoài. Ngày xưa anh có quen một người bạn gái, cô gái thì không đẹp nhưng anh rất yêu cô ta, nhưng không hiểu tại sao cô ta lại từ chối anh hết lần này tới lần khác. Cô ta bỏ anh. Hình ảnh cô gái ấy không thể nào phai nhạt trong đầu của anh. Cô gái ấy tên là Mộng Trinh. Gặp lại nhau dường như lâu lắm. Ai vậy anh? Mộng Trinh đó em à. Gặp lại nhau. Trinh, em đi đâu vậy? Tại sao gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời? Em đã nói với anh rồi, đừng có liên lạc với em nữa. Tại sao em bỏ anh, em nói đi. Em không có xứng đáng với anh đâu anh Thành. Hồi lúc mình còn quen nhau đó, em nói với anh đó là cho em xin 25 triệu em đi niềng răng. Nhưng mà em đâu có niềng răng đâu. Chứ em làm gì? Em bao trai. Cái gì? Em lấy tiền của tôi, em đi theo một người đàn ông khác à? Anh sai rồi.
em không đi theo một người đàn ông khác mà là những người đàn ông khác. Trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đau lòng quá, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Nhưng mà anh Thành ơi, sau những lần đó em mới biết là chỉ có anh mới là chỗ dựa cho em thôi. Đau lắm, tôi đau lòng luôn. Em năn nỉ anh đó anh Thành, mình quay lại với nhau thôi. Cái đó đủ rồi. Đây nè, cái gì vậy? Đó đó, em trả lại cho anh nè, mình quay lại với nhau nha anh. Cần anh thôi, anh đủ lỗi rồi cho em đi anh. Thôi em cất đi, em đừng nói gì hết, em đi đi, đủ rồi. Thôi mà thôi, lỗi chứ. Đi đi, mấy lần trước chỗ này đâu có đánh. Tao nói đủ rồi, đi đi, mày đừng có làm cho kịch tính thêm nữa, mày hiểu không? Đi 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 đi. Mày muốn kịch tính à? Ủa? Tao cho mày cao trào luôn mà... Cô ơi, cô làm ơn cô rời bỏ anh Thành đi. Cái gì? Cô lại cô. Thôi thôi, đủ rồi đủ rồi. Cái gì mà nói hoài vậy? Mày đi vô quán coi mày làm gì nói hoài vậy? Mày ngon lắm Hồ Tỷ. Trời má ơi, anh Thành, anh Thành là của chế. À, em vậy. Anh Thành ơi, tại sao anh bội bạc với em vậy? Tại sao anh qua cầu rút giang dắt tranh bỏ vỏ? Anh nhìn đi, nhìn đi, thành quả lao động của anh nè. Chuyện này là sao hả anh? Em bình tĩnh, em không có gì đâu. Anh Thành, tôi không ngờ anh là con người như vậy. Anh nên yêu em mà anh đang nằm với chị của em. Sao anh loạn luôn vậy anh Thành? Hai đứa mày nói cái gì vậy? Hai đứa mày nói cái gì? Chị nhục nhã lắm. Chị phải quyên sinh thôi. Đừng mạnh đầy. Chị quyên sinh. Trời ơi, chị đẻ non rồi. Anh Thành ơi, anh Thành ơi, đây nè anh Thành ơi. Coi. Trời ơi, nó giống anh dễ sợ luôn anh Thành, coi nè. Mày có bị khùng không? Hai đứa mày nói cái gì vậy? Cái này sao đâu có trong kịch bản đâu. Cô thấy đó, anh khốn nạn như vậy đó. Bây giờ anh còn muốn giải thích gì nữa hả? Ông em bình tĩnh, em nghe anh nói. Anh thôi bây giờ nói luôn nè, hai thằng này là hai thằng bạn của anh, em hiểu không? Đây nè, tụi nó là hai thằng đàn ông, đâu phải là con gái gì đâu. Bây giờ anh mới chịu nói sự thật đó hả? Là sao? Hai người này là bạn thân của anh đúng không? Ừ. Họ cũng là những người bạn của em trên Facebook đó. Ủa nói vậy ba người quen nhau từ trước hả? Mày ngưng mấy cái trò này Thành. Anh Thành à, em cũng rất là quý mến anh, nhưng mà ngày hôm nay anh làm cho em thất vọng lắm. Anh xin lỗi mà, anh sẽ cố gắng thay đổi. Nếu như mà anh biết sai và anh sẽ thay đổi thì em và anh sẽ có cuộc hẹn lần thứ hai. Nơi ta sinh ra, miền đất sống bằng tình mù, hoặc ít nhất là chơi cha. Người dân đa số hòa đồng, ai cũng biết nhân nhượng. Như một khi tức nước vỡ bờ, cỡ nào cũng xúc như thường. Dù còn phải ngồi bước chạy, nhưng sống có nhẹ phí. Khi ai chạy tụng chuyện là lúc xuống biểu. Mày coi được, mày đập hết bàn của cha đi con. Xong rồi mình dẹp tiệm mình nghỉ luôn con. Dạ đâu có đâu, con đang dọn dẹp mà. Mày dọn dẹp kiểu gì, từ hôm qua giờ mày đập hai cái bàn của cha rồi. Đâu có, đang lao. Nè, mời khách đi. Dạ. Uê, Âu Tiểu không? Nikolai, vô đây, Âu thấy mày lũ đạn đi đâu đó. Ui da. Tao dặn bao nhiêu lần rồi. Không phải lũ. Cái chợ này là cái chợ văn hóa, người ta đang phấn đấu lên văn hóa, cấm chửi thề mà mày cứ chửi thề hoài. Cái thằng lũ, cái mặt lũ đạn, cái thằng đạn. Xin lỗi. Xin lỗi, mày đánh luôn hả? Tao lộn. Trời. Bán hủ tiếu chú ơi. Thiệt chú tình. Ơi, cho con tô hủ tiếu nha. Qua mời khách kìa. Lựu đạn ăn cái gì? Ai nói rồi mà cũng vậy hả? Mày không chửi thề bộ mày chết hả? Mày nói lại đàng hoàng coi. Xin lỗi bé gái nha. Gõ một cái nước xương trời. Tao chưa gõ tét đầu mày là hơn à. Vậy ăn gì chị? Gì cũng được. Dạ, cha hủ tiếu xương. Rồi. Anh, xương ăn không được mới làm găng. Chị chán gì? Cái gì cũng được. Cha hủ tiếu bồ viên. Anh, bồ viên ăn không được, dị ứng. Dạ. Vậy chị ăn gì? Dạ cái gì cũng được. Dạ hủ tiếu không. Anh. Hủ tiếu không sao ăn? Vậy chị ăn gì? Dạ cái gì cũng được. Nồi dẻ nè ăn đi. Gì vậy ông nội? Chứ bây giờ vô đây hỏi ăn cái gì, nó ăn cái gì cũng được, kêu không chịu. Trời bây giờ. Trời ơi trời. Bây giờ mày hành hung luôn cả khách vậy đó hả Vàng? Cha thấy cái nết con nhỏ đó không? Lụ đạn đó hả? Mày... Trời ơi. À, anh ơi. Anh.
Một hàng ngang thành lập. Nghỉ à, nghiêm đóng phạt mỗi người 15 ngàn. Ủa anh ơi, tôi làm gì mà tôi đóng phạt anh? Đây là xóm chợ văn hóa. Tôi, nhiệm vụ của tôi là giữ an ninh trật tự. Ai la làng, cãi lộn, chửi thề, đóng 15 ngàn. Tôi chửi thề hồi nào? Ai chửi? Nó. Bước qua đây, cậu, đóng 30 ngàn. Cái gì vậy? Có mình tôi chửi mà. Ông đứng nghe chửi. Ủa, đứng nghe chửi bị đóng rồi hả? Bảo vệ kỳ cục trời. Ông làm gì ở đây? Tôi bán hủ tiếu. Xe gì? Xe hủ tiếu. Chớ kiểm tra cà vẹt xe và bằng lái xe. Trời đất ơi. Cha ơi cha, con bán hủ tiếu chứ con không có đua xe. Cha ơi, kiểm tra cà vẹt bằng lái con chi? Vậy cho coi bằng vi tính. Trời ơi, ông bị điên hả? Bằng anh văn tu ít. Em tao chửi thề được không? Nè, tôi nói cho ông biết, cãi hoài đi. Ông bán hủ tiếu mà không biết lương thiện. Tụ năm, tụ bảy đua xe hủ tiếu. Trời ơi, ông nghĩ sao mà tụi tôi đua xe hủ tiếu được? Cái bô trước nè. Một cái kèn nữa. Đủ để văng con ra ngoài chưa? Tao cạn lời rồi đó. Đóng phạt đi. Bây giờ đóng bao nhiêu? Cậu 15, ổng 15. Cái xe này 30, giảm 50% còn 1 triệu. Ông học lớp mấy vậy ông bảo vệ? Để con. Lũ đạn bây giờ bao nhiêu? Muốn cho nhưng cho. Bây giờ còn 50 lấy không? Lấy. Nè. Đứa nào đổ xe hủ tiếu tôi lên 3 nòng vậy? Con đổ. Mày đổ làm chi? Đổ như vậy nó mới chất, cha mới lấy số được mấy xe hủ tiếu kìa. Lấy số trời đất ơi. Nè nè nè. Tao quýnh mày bộ mày vui hả mày cười? Không phải. Cười cha bảo vệ ngu. Móc túi đóng tiền phạt. Mà chả không biết. Móc túi chả. Chấn động lòng trai. Mày nói 5 điều 3 chuyện mày móc túi không rồi đó hả? Vỗ đứt cái bẹp là móc lực liền à. Tao dạy mày cả tuần nay mày không nghe tao mà tại sao mày đi móc túi nữa vậy? Tao nói với mày như thế nào? Hồi đó mày ở trong chợ mày đi móc túi mày đi giật đồ cỡ gì cũng được hết. Bây giờ mày về đây là mày bỏ tiệt cái nghề này cho tao. Tại sao mày không nghe tao? Mày không nghe thì mày đi luôn đi, mày đừng có về đây nữa. Ê. Tao nói mày đi thiệt hả? Trả cho ổng 50. Mày điên à. Mày trả cho ổng để ổng nhốt mày luôn hả? Mắc gì nhốt? Đưa đây cho tao. Mốt ổng ăn hủ tiếu tao trừ. Đưa đây. Tao bắt đầu tao cảm thấy hối hận khi tuần trước tao nhận mày về làm con nuôi rồi nghe. Ôi mà. Tuần trước á, tao đi chợ tao bị người ta giật cái vỏ xương heo. Mày nhào ra mày giật cái vỏ xương mày đưa lại cho tao. Tao nhìn thấy trong mắt mày á còn có tình người. Ui da. Tao nhận mày về làm con tao tính cảm quá lại mày mà một tuần nay hình như mày là cục đá tao đẻ hoài nó không được hay sao. Ủa, nói vậy là cha sai lầm là đúng rồi. Hồi xưa con cũng định me giật cái vỏ của cha mà. Cha. Sao vậy? Cõi lòng tao chấn động á. Con nói chơi. Trời ơi, ngồi đi. Con nói chơi. Đâu phải con me con giật đâu. Biết sao không? Ngồi xuống đây. Con thấy cha bán ở đây có một mình đơn chiếc à. Mà anh em giang hồ nào cha cũng đối xử đẹp hết trơn á. Cho nên là con quyết định giật lại cái vỏ của tụi nó, trả lại cho cha. Thiệt không? Thiệt. Thì tao cũng thấy mày như vậy, tao muốn cảm quá mày. Chứ không thôi để mày trong cái chợ đó mày đi giao du với mấy cái đứa đó vài năm nữa tao không biết mày ra cái gì á. Bây giờ bỏ luôn cái thói đó cho tao nghe. Trời ơi. Đại ca ơi, tụi em qua mua hủ tiếu ăn về nha. Không phải ăn hủ tiếu kìa. Ra mời khách. Biết rồi chứ. La hoài. Tuyệt tình. Dạ thưa mấy. Lũ đạn tụi nó. Mày chửi thề hoài. Không phải. Cái tụi mày giật vỏ của cha đó. Nó quay lại đang hủ tiếu kìa. Trời ơi lũ đạn mà. Ê cái gì vậy? Tụi nó quay lại đây làm chi vậy? Thằng. Không có cho nó thấy cái mặt mày nghe chưa? Lần trước mày giật cái vỏ của nó thấy là mày chết. Dạ. Ra. Đây. Ra tiếp đi. Ê, bán tô tiếu em về coi. Dạ, hai anh ăn gì? Cho tô tiếu xương không lấy giò. Còn tô tiếu giò không lấy xương. Chưa. Tô tiếu xương không lấy giò, lấy hành ngò không lấy hành phi. Cái tô lấy giò không lấy xương, lấy hành phi không lấy hành ngò. Tô tiếu xương lấy giò không ăn hành ngò lấy hành phi. Ăn ớt sắc không ăn ớt xay. Cái tô lấy giò không lấy xương, lấy hành phi không lấy hành ngò, lấy ớt xay không lấy ớt sắc.
Tố thiếu xương, không ăn giò, lấy hành ngò, không lấy hành phi, ăn ớt sắt, không ăn ớt xay, ăn giá trụng, không ăn giá sống. Làm đi. Lũ đạn. Nghĩ đó. Không, từ từ, để giải quyết mày. Vô. Con nó kêu vậy kìa. Mày đã biết vậy mày cũng càm ràm tụi nó. Không sao đâu, hai vị đại hiệp. Tôi làm xong hết rồi ha. Tô hủ tiếu lấy xương, không lấy giò, bỏ hành ngò, không bỏ hành phi, bỏ ớt xay, không bỏ ớt sắt, ăn giá trụng, không ăn giá sống. Cái tôi lấy giò không lấy xương, bỏ hành phi không bỏ hành ngò, ăn ớt xay chứ không ăn ớt sắt, bỏ nước mắm chứ không bỏ nước tương. Wow, xuất sắc. Dạ sai đối tượng rồi. Tôi đó là phải bên đây, còn tôi bên đây là của nó. Thì tôi đổi qua vậy đi. Vậy được đó kìa. Nè, tôi bên đó là của mày đó. Thiệp đứng lại ai thì chó. Mày giữ ai chó à? Mày lấy hủ tiếu không trả tiền hả? Không ông bán sai mất mới thì phải trả tiền. Đúng rồi tôi sai không có lấy tiền. Hai tô này tặng hai đại hiệp ông biết điều đó. Dạ, không có tặng hết. Trả tiền ra đây mày. Tao hỏi mày. Ôi, cái thằng giật cái vỏ đại ca mình từ trước kìa. Chết mày rồi. Chị 13 đã tìm ra đối tượng. Tụi bay, bao giây 4 mày chạy hả? Chạy đi đâu? Mày đứng lại đi. Chạy lẹ lên. Mày đứng lại. Chạy đâu? Mày đứng lại lại đâu? Đứng lại đâu? Mày chạy. Trời ơi. Mày hả? Mày đánh mẹ con. Thôi. Mày đạp nát mặt tao đi. Đỡ ra luôn tụi bay. Đỡ tao lên. Đỡ lên. Anh thật rồi. Mấy cô mấy cậu ơi, cho tôi nói như vậy. Nếu mà mấy cô mấy cậu tới mà vì cái chuyện con tôi tuần trước nó lỡ giật số giật má, tôi kêu nó xin lỗi mấy cô mấy cậu rồi mấy cô mấy cậu bỏ qua nha. Lỗi là con không làm, thằng con phải chịu. Qua đây xin lỗi mày. Mày qua mày xin lỗi ông đi. Nhưng mà tụi nó. Mày có muốn ở đây với cha nữa không? Mày đi qua bên đó mày xin lỗi nó đi. Xin lỗi. Đây đây. Mày xin lỗi. Tụi mày làm cái gì vậy? Hù á. Mày hù mày giải cho mặt tao. Mày xin lỗi vậy đó hả mày? Xin lỗi là phải có thành tâm. Quỳ xuống xin lỗi từng đứa một. Mày có muốn ở với cha nữa không? Xin lỗi. Quỳ xuống. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Rồi. Thôi không sao ha mấy cô mấy cậu. Con tôi nó dạy nó xin lỗi rồi, nó quỳ nó xin lỗi rồi. Thôi mấy cô mấy cậu là đại hiệp mà, mấy cô mấy cậu rộng lượng bỏ qua cho cha con tôi nha. Bán hủ tiếu đây em có xin phép chưa? Có, tôi xin phép ban quản lý chợ đàng hoàng. Chưa xin tụi tôi. Gì đây cả? Tụi mày diễu binh trong miệng tao luôn. Đi qua bên này. Dạ. Gì đâu mà chưa mở miệng là nó sống vô à. Ông già, tôi hỏi ông có biết ai nắm giữ cái địa bàn này không? Biết. Ai? Ban quản lý chợ. Ai nắm giữ cái địa bàn này tụi bay? Ban quản lý chợ. Con này mấy cha. Trời lóc cóc len keng cỡ mấy cậu mà cũng đòi quản lý chợ cái khu này nữa hả? Trời. Tôi mà lóc cóc len keng kìa. Lấy hàng lạnh xả nó. Dạ. Ê. Đủ rồi nghe. Bây giờ mấy cô mấy cậu muốn cái gì? Lấy hàng lạnh xả không? Hàng lạnh xả tụi tôi hả? Đừng có dòm tụi tôi tới đường cùng nha. Tụi tôi nhịn nãy giờ đủ rồi nha. Bây giờ muốn chơi hàng lạnh đúng không? Hàng lạnh cỡ nào? Sáu tấc. Hàng lạnh tôi 1m2 nè. Wow. Còn cái gì chơi nữa? Còn hàng nóng. Hàng nóng mấy nồng? 2 nồng 6 viên. Hàng nóng tôi 3 nồng nè. Wow. Ép tụi tôi đúng không? Con. Dạ. Vô đẩy hàng nóng hàng lạnh ra chứ. Đẩy sát xuống. Trời ơi. Nó bưng tới hàng tự chế. Dỡ hàng nóng hàng lạnh ra. Tụi tôi buôn bán đàng hoàng. Mấy cô mấy cậu vô đây ép tụi tôi. Bí thế ba con cha con tụi tôi phải dùng lên. Làm liều. Lỡ như hai bên nào thua cũng phải chui vô cái chỗ này. Là sao? Nó chết rồi, quả thiêu. Còn đứa nào mà nhà xa muốn gặp mặt gia đình thì cũng phải xài tới cái này.
Là sao? Là sao? Đóng gói, ướp lạnh, xuất khẩu về gia đình. Đủ lạnh, đủ nóng chưa? Ồ, nghe có muốn nóng lạnh luôn ta. Hàng lạnh nè, hàng nóng nè, tụi bay xả nè. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Đừng mà. Mấy cô mấy cậu tha cho tôi đi mà. Dạ. Trời thật. Đừng, đừng, đừng mà. Đừng, đừng. Ê, đừng mà. Ê, đừng mà trời ơi. Tôi xin mấy cô mấy cậu mà. Mày xả tao luôn đi. Xin lỗi đại ca, xin lỗi đại ca. Đỡ đại ca lên. Trời ơi. Bây giờ túm lại mấy cô mấy cậu muốn cái gì mấy cô mấy cậu nói đi chứ đừng có ấp ấp mở mở nữa, tôi đau tim lắm. Thu tiền hỏi. Thu tiền bảo kê. Dạ. Nãy giờ nói quá trời nói chứ để thu tiền bảo kê hả? Đúng vậy. Vậy không nói, nói đại đi để tôi đưa cho có gì đâu à. Dạ, sao đưa tiền ta? Kệ nó con, coi như mình mua cái sự yên ổn con hiểu không? Có nhiêu tiền nè, tôi dốc hết tôi đưa cho mấy cô mấy cậu đó. Trả sự bình yên cho tụi tôi đi. Ủa sao tới ba sắp lận? Con nhiều đưa hết rồi. Mạnh tay dữ không dạ? Đó, phải vậy đi. Ông đưa tiền sớm mà đâu có chuyện. Đi về. Trời đại ca, làm giang hồ có bộ dễ ăn quá hả? Chứ sao. Về. Cũng được quá ha. Khoan khoan. Gì? Lấy tiền rồi có lấy giấy tờ không? Giấy tờ gì? Đây nè. Giấy chứng nhận cầm chứng minh nhân dân tên chị 13 giá 50 ngàn của ai? Ủa, mất người mà. Trời, mất cái này là phiền luôn á. Đứa nào đi đâu chơi mà mất thẻ xe phải ghi giấy xác nhận có chứng thực của phường tên Trần Ngọc Tiến nè. Thiệt luôn á. Hậu đậu hết sức. Rồi cái vé coi chung kết làng hài mở hội đội xém cười này của ai? Trời 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 trời. Dù mới móc túi chân thành luôn á. Tôi trả hết luôn rồi đó. Ủa khoan khoan khoan. Cái vấn đề là mấy giấy tờ tôi bay trong bóp rồi tại sao không có? Thì bỏ trong bóp nè. Trong túi mà. Đâu đâu. Ủa? Đâu? Tiền đâu mất hết rồi. Ủa tiền đâu trơn rồi? Tiền đâu vậy? Ông cầm kìa. Ủa sao tiền trong túi thì mày mà ông cầm vậy? Tao móc tao đưa cho tụi mày đó. Trời. Móc hồi nào? Tôi biết nè. Trời ơi, ông móc từ cái lúc mà ông hỏi cái câu hàng của tao đủ nóng đủ lạnh chưa đó. Tin không? Không tin làm lại đi, chỉ cho coi. Tụi bay ta. Trời ơi. Xuống tụi bay. Trời ơi. Mày ra trời ta. Cả khán trường đừng tập trung về tôi, cũng đừng tập trung vào ai cả. Hãy hướng về hai ngón tay của ông già. Tôi xin mấy cậu mà. Chuyện là như vậy đó. Đỡ tao vậy. Dạ. Ông xin cái gì? Ông ăn cắp tiền của tôi đúng không? Tôi ăn cắp hồi nào tôi có xin đàng hoàng. Xin hồi nào? Cái câu cuối cùng của tôi nắm đóng tiền là tôi xin mấy người mà. Ông xin nhưng mà tôi đâu có cho. Vậy chứ tụi bay vô đây thu tiền bảo kê tao cũng đâu có cho mà tại sao tụi bay vẫn lấy? Tụi mình là giang hồ. Ừ. Tụi bay giang hồ cỡ nào? Tôi bước chân vô giang hồ từ năm 19 tuổi đó. 19 tuổi, nay mày nhiêu rồi? Năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi. Một năm lăn lộn trong giới giang hồ, mày biết được bao nhiêu cao thủ? Khá mày nhiều. Có nghe tới cái tên Tài Mặt Sệ chưa? Là ai vậy đại ca? Ai vậy đại ca? Ai vậy? Là ai? Tài Mặt Sệ, trùm giang hồ hóc và tó. Mày có nghe tới cái tên Hương Bánh Giò chưa? Ai vậy đại ca? Ai vậy? Hương Bánh Giò, trùm giang hồ cầu ông lạnh. Rồi A Xìn mày nghe chưa? Ai nói vậy? A Xìn, thánh chửi lộn. Giang hồ tứ trụ còn một người nữa là ai? Quẹo chó điên. Tao chính là quẹo chó điên nè. Trời ơi. Trời ơi, chú quẹo. Chú quẹo. Sao người ta nói chú mất tích 20 năm nay, tại sao bây giờ chú lại xuất hiện trong cái chợ hủ tiếu này? Tao mất tích 20 năm nay là tại vì tao đi bán hủ tiếu. Cỡ tụi bay bước chân ra giang hồ là cò con tập tành. Cỡ tao đã từng một thời xưng hùng xưng bá. Tao đã từng một thời lẫy lừng, tranh giành địa bàn với biết bao nhiêu băng đảng.
Cũng chính vì cái điều đó, tao đã phạm phải một cái điều sai lầm nhất trong cuộc đời của tao mà không bao giờ tao tha thứ được. Tao nhớ hoài ngày hôm đó. Con ơi đừng bỏ cha. Con ơi, Con chỉ muốn cha bình an. Con câu chuyện của ông cảm động quá à. Từ đây về già tôi không có phạt ông nữa đâu. Mà cuối cùng câu chuyện sao vợ? Cuối cùng á, con tao chui vô cái bếp lò. Ủa, làm sao? Chết rồi, quả thiêu. Tao thì chui vô một cái cá. Rồi sao? Ủa, ướp lạnh luôn hả? Có, ở trong nhà đá 15 năm cũng lạnh. Ở trong đó rồi học được cái trò nấu hủ tiếu nè. Tao mới biết được á, làm giang hồ chẳng có được cái gì hết. Có chăng là sự xa lánh của mọi người. Tao ra khỏi tù tao nấu hủ tiếu tao bán. Cho tới khi tụi bay vô đây tụi bay quậy tao nè. Bây giờ tụi bay muốn cái gì? Cỡ tao mà còn bỏ nghề nè. Giang hồ tập sự tụi bay muốn chơi cỡ nào? Giờ tụi con không dám gì nữa đâu. Không chơi nữa. Bây giờ cái lò lửa với cục nước đá mày chọn cái nào? Giờ tụi con không dám chọn cái nào đâu. Không chọn. Tụi bay không chọn hai món này. Tao chọn cho tụi bay. Cái nồi này nè. Chú Quẹo, chú định trụng nước sôi tụi con hả? Mấy khùng quá. Giờ bốn xác tụi bay chui bằng cái nồi này á. Về đây đi, rỗng truyền ngày hủ tiếu cho bán phụ mỗi ngày với ổng. Tập trung đi, lo làm người lương thiện. Đứa nào muốn nấu hủ tiếu tao truyền nghề cho. Dạ. Dạ. Rồi con sao? Anh hai. Lại đây. Tôi còn khổ dài dài nè trời ơi. Nước Việt Nam là nơi ta sinh ra, miền đất sống bằng tình người và ít nhất là ngày xưa. Ngày xưa trên một hòn đảo kia, nơi tộc người cổ đại sinh sống, cuộc sống của họ rất bình yên và hạnh phúc. Cho đến một ngày, những kẻ lạ mặt xuất hiện. Chúng độc ác xấu xa đến xâm chiếm hòn đảo, khiến cho cây lá, cỏ hoa, rạn vật trên hòn đảo trở nên điêu tàn. Nhưng đâu đó vẫn còn một vị tộc trưởng oai hùng lẫm liệt, tư duy cao siêu, đức độ ngập trời, sẵn sàng đứng lên để bảo vệ bộ lạc của mình. Hỡi cái thần dân của ta, ta nguyện hy sinh tấm thân này để bảo vệ cho các ngươi. Dạ. Ê mày là tộc trưởng hay tao là tộc trưởng của mày hả? Mày bận đồ với ông nội tao vậy đó.
Mày nghĩ tao kiểu tao bận đồ nhăn mày, bận đồ đẹp dữ vậy mày? Dạ đâu có đâu. Ha! Phu nhân của ta đâu rồi? Mình ơi, sao? Ta ra lệnh cho mình để triệu tập mọi người để cùng nhau bằng cái kháng địch. Mình đã kêu mọi người lại tới đây hết chưa? Thiếp kêu rồi. Bao nhiêu người? Ba người. Cái gì? Ủa bộ tộc tới 300 anh em mà siêu có 3 người hả? À? Anh nấp hết trơn rồi. Sao không kêu ra đây? Thì anh nói bây giờ là đánh cũng được đó, với điều kiện là cảnh 50. Trời ơi. Ta nói cho em nghe nè, nếu như mà chúng ta không đoàn kết thì không thể nào bảo vệ được hòn đảo này, em hiểu không? Thiếp hiểu. Hòn đảo này nằm tách biệt với thế giới bên ngoài, bốn bề là biển. Ta sẽ dụ bọn người lạ mặt lên đây, sau đó nổi lửa lên đốt hòn đảo này. Lúc đó bọn nó sẽ chạy đi đâu? Đúng vậy, mình đốt cái hòn đảo này, bọn cướp sẽ chạy đi đâu? Ừ. Chúng sẽ chạy đi đâu? Đúng. Rồi mình chạy đi đâu? Cần vậy nè, cách này không được, cách kia cũng không được. Ta nói thiệt với nàng, ta không có cách nào để bỏ về hòn đảo này. Thôi bây giờ dân đảo cho họ luôn cho rồi, chứ làm ăn cái gì? Năm xưa trước khi chúa tể chết có để lại một phương thuốc kỳ diệu cho tộc trưởng, nhớ chưa? Nhờ ngươi nhắc ta lại nhớ về cái phương thuốc kỳ diệu đó. Chị mau lấy ra đi chị. Là phương thuốc kỳ diệu. Vậy là chúng ta được cứu rồi. Hay quá chàng ơi. Đây là những ký tự cổ xưa ông cha ta đã để lại, nhưng ta không biết nó viết và ám chỉ điều gì. Ta suy nghĩ mấy chục năm nay rồi chứ suy nghĩ không ra. Hay bây giờ không biết làm sao bây giờ. Không biết ai có thể giúp ta giải mã những ký tự bí mật này nè. Có cách thưa tộc trưởng. Ai? Tên tù binh nhóc. Còn chờ gì nữa, kêu tên tụi mình ra đây, nhanh lên. Dạ. Mày có bị điên không mày? Tao kêu mày dắt tên tù binh ra, cổng ba mày ra đây làm cái gì? Tên tù binh đâu? Ủa sao dài dữ vậy? Bữa hồi đợt nó bắt lâu lâu đâu có dài dữ vậy đâu. À đây nè, nhốt mấy mươi năm rồi thì phải già, thì phải có râu chứ. Trời ơi. Ủa, nói vậy là ngươi là tên tù binh năm xưa mà ta đã giam cầm đó à? Phải. Nè, bây giờ có chuyện gấp lắm cần ngươi giúp. Ta hỏi ngươi, ngươi có nhớ gia đình của ngươi không? Nhớ. Ngươi giúp ta một chuyện, giải những ký tự cổ xưa này. Nếu giúp ta được, ta sẽ cho ngươi về đoàn tụ với gia đình của ngươi. Này, được không? Đi. Được. À. Ta sẽ giúp cho. Ê nhìn vô ông bụt của mày ha, nhìn sợ ghê luôn mày. Đi cha luôn đó. Đây nè, đọc, giải thích cho ta, nó ghi cái gì, ám chỉ điều gì? Đây là muối. Ở trong nước biển có muối. Nước biển có muối hả? Trời ơi, nãy giờ không nói. Em đi gánh anh hai thùng muối vô đây lại lên. Dạ. Mà em nhớ ra rồi, bây giờ cái bọn làm mặt cái dây chính cái nơi này, em mà bước ra chúng bắn em quéo giới tính. Trời ơi, giới tính của vợ ta đã lộn xộn lắm rồi, bây giờ quéo nữa không ai nhìn ra vợ ta. Bây giờ có cách nào khác mà bây giờ không cần ra biển mà có muối được không? Trong mồ hôi đó. Ủa trong mồ hôi của ta có muối hả? Ừ. Ủa nhưng mà cái gì nó làm sao? Nó mặn mặn. Nhưng mà giờ lấy cái hàng gì trời ơi. Đúng rồi. Bây giờ lấy mồ hôi. Lấy của ổng đi. Lấy của ổng. Đúng mày. Người sống lâu không năm được. Vậy mồ hôi của người chắc chắn là chất lượng lắm. Bà bắt rồi đây. Hết thời gian rồi, nhanh lên. Dạy hắn rồi đây. Bay đâu? Nổi lửa lên. Đúng. Xong. Xong chưa? Xong thưa tộc trưởng. Xong chưa? Xong. Đưa cho ta. Trời, nàng há miệng ra. Ê, giống nước dừa ta. Nó có cái gì ngọt ngọt á tộc trưởng. Cha già, đi ra đây. Gạt tôi phải không? Sao ông nói là muối, là mặn, mà theo tôi uống vô ngọt là sao? Ta nói nhà ngươi đừng có lấy mồ hôi của ta. Tại sao không lấy? Ta bị bệnh tiểu đường. Trời đất ơi. Trời ơi, chết rồi tộc trưởng ơi. Địch tới nơi mà bây giờ ba đứa mình còn bị bệnh tiểu đường, nó làm sao mà hả? Bây giờ hay đâu? Bao dây chỗ này lại cho ta. Chết rồi, tới rồi. Núp đi, núp đi. Núp đi. Trời ơi,
Ê, nhỏ này dự event hay cái gì hả mày ơi? Ai vậy? Bay đâu? Hãy đợi lệnh của ta. Khi nào ta ra lệnh thì bắn. Nó ghê quá. Cái wow. Gì mà ghê vậy? Trời ơi. Chỗ này thật là đẹp. Wow, khung cảnh thật là hữu tình. Và ta sẽ biến nơi này thành một khu du lịch sinh thái. Nghe cũng được đó chứ. Và đặc biệt là sẽ giam cầm những con động vật xấu xí đằng sau. Ê, ê mày, nói động vật mày hả mày? Mày yếu gái thiệt, muốn nói gì đâu, mày có chơi tao với mày. Khu máu nhỏng ben luôn là mày. Quỷ trên mặt đi mày, xấu dữ thần lắm. Xấu mà xấu âm kỳ đi ngục, xấu lục đục da can, xấu tiêu tăng lịch sử. Xấu không kiên cử ngày giờ, xấu bơ phờ thành thị, xấu miệt thị nông thôn. Xấu quỷ thần ôn phải xa lánh mày. Mày hàm hồ đi, mày tưởng mày hàm hương còn hàm lửa. Hiện giờ trên đây chỉ có thảo mạch ba người thôi. Ngươi muốn chiếm rất là dễ dàng rồi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng nghĩ có sức mạnh mà lên mặt. Bọn ngươi không xứng đáng để cai trị cái đảo này đâu. Ngươi nghĩ là với sức mạnh của ngươi thì ngươi có thể cai quản cái đảo này được sao? Đương nhiên. Nếu như ngươi muốn cai quản hòn đảo này thì hãy cùng ta chơi một trò chơi. Được, chơi trò chơi chứ gì. Nếu như ta thắng thì ngươi phải giao hòn đảo này lại cho ta. Còn nếu như ta thua thì ta sẽ đi. Được. À, ý ngươi nói là chúng ta thách đố với nhau chứ gì. Đúng vậy. Hãy nghe câu đố của ta. Đây là một câu đố cực kỳ phức tạp. Câu đố về tâm sinh lý. Ta hỏi ngươi, ta có mê ngươi không? Mê. Trời con điên. Trời mày sai rồi, mày ảo tưởng đó mày ơi. Mày sai rồi, mày xấu với ai yêu? Chàng trả lời đi chàng. Mê. Ơi. Ngươi bị cái gì vậy? Suy sụp. Vậy là ngươi đã thua ta 1-0. Trời ơi, con này khó quá là. Bây giờ sẽ tới lượt ta đố ngươi. Hãy nghe rõ câu hỏi đây. Ta cho con Lan một cục kẹo, cho thằng Thành một cục kẹo. Hỏi tụi nó có bao nhiêu cục kẹo? Bốn cục kẹo. Bị cái gì vậy? Suy sụp. Ngươi đã thua ta rồi. Mày ngồi chuyện cái gì kệ vậy? Chỉ có bằng hai thôi. Tại nó sao hai được hai ngón thì buông cho mày. Bây giờ ngươi phải giao hòn đảo này lại cho ta. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Ngươi làm sao đấy? Đem tên tụi binh ra đây cho ta. Tên tụi binh ra đây. Dạ. Ông nội. Hả? Con. Nội. Con đã tìm được nội rồi. Ừ. Đi về thôi nội. Ê, sao có mối quan hệ huyết thống đâu đây kỳ vậy mày? Ta nói cho ngươi biết. Thật ra mục đích hôm nay ta lên hòn đảo này chỉ là muốn giải cứu ông nội ta thôi. Ngày xưa, mấy chục năm trước, ông nội ta đi khám bệnh đã đi lạc vào hòn đảo này và đã bị ngươi bắt giữ. Cho nên hôm nay, ta tìm mọi cách để đến đây để cứu lấy ông nội của ta. Thật ra với hòn đảo xinh đẹp như thế này thì ta làm sao có thể phá chúng đi và biến thành một khu du lịch được chứ. Bởi vậy, ta sẽ trả nó lại cho ngươi. Ủa? Bây giờ... ông nội, mình đi về thôi ông nội. Con đã chuẩn bị cho ông nội một vài chiếc du thuyền ở ngoài rồi. Mình về nha nội. Giờ chàng thấy chưa? Sáng con mắt ra chưa? Hả? Những tình cảnh như vậy còn ai bên cạnh chàng không? Hay là chỉ có thiếp? Trẻ thằng ngu này, nhìn kỹ lại đi. Lúc nào cũng ngồi đó trông chờ cái gì đó là muối muối là phương thuốc kỳ diệu hả? Thiếp nói chàng bao nhiêu lần rồi, chàng đâu có tin. Muối cái dụng ý đơn giản đây cha chàng để lại á. Muối là mồ hôi nước mắt, là lao động, là cuốc cẩm cài bừa trồng trọt chăn nuôi. Phải lao động, lao động mới giữ được những gì mà mình đang có. Đến bao giờ mới nhận ra hả chàng? Khi những phép màu bề trên đưa xuống cho mình hả? Phép màu ở trong bản thân của chàng đó, chàng biết chưa? Rồi bây giờ mất hết tất cả, thất bại, còn bị bệnh tiểu đường nữa. Cá không ăn muối cá ương. Con cãi cha mẹ là trăm đường con hư. Ờ, tôi hiểu rồi. Trời, Hoa Phượng. Những chiếc giò xe chờ đầy Hoa Phượng. Em chờ của tôi đây. Phượng à, Phượng mới ra hả? Là tuổi tôi 18. Phượng mới ra nè. Những chiếc giỏ xe chở đầy Hoa Phượng đợi.
ba chấm mối tình đầu. Ba chấm là gì vậy Đen? Là ngụ ý của Đen đó. Ngụ ý gì vậy? Đơn giản vì Đen không nhớ lời. Đen kỳ quá hà. Phượng, với không gian lãng mạn như thế này, chúng ta hãy cùng nhau dạo một vòng để tâm sự nha. Đen đi đâu vậy? Đi lấy xe. Dạ, cảm ơn chú. Đi Phượng. Lên. Lên đi. Phượng trèo lên nha. Ừ. À không. Đi nha. Phượng ơi. Hả? Đi xe đạp chứ mấy xe đò mà ngồi băng cuối vậy em? Để Phượng xích lên. À, nhúng dữ vậy? Đường sốc quá. Trời ơi, tưởng tượng tới quá. Mình đi tiếp nha. Chết rồi Phượng ơi. Hả? Đường này đường một chiều cấm xe đạp em ơi. Vậy quay lại đi. Vòng lại nha. Ừ. Đen ơi. Hả? Mình đi đường khác được không? Ủa sao vậy? Đường này đẹp mà. Đường này không ai nhìn thấy mặt Phượng. Ủa? Ờ vậy vòng lại thêm vòng. Tới rồi đó. Phượng à. Đang làm gì vậy? Ờ chống tay lên xe đạp á. Tưởng tượng sâu quá à. Ừ, như vậy mới vừa với Phượng chứ. À, chắc. Cái gì vậy Đen? Thằng kia lấy chiếc xe đạp của Đen luôn rồi. Nhưng mà thôi bỏ qua chiếc xe đạp nhảm nhí đó đi. Ừ. Hả? Ừ, Phượng biết là Đen thích Phượng đúng không? Ừ. Mấy cho hôn cái được không? Thôi. Cho hôn một cái thôi mà. Thôi. Một cái thôi. Thôi. Sao vậy? Một cái không chịu, hai cái mới chịu. Trời. Trời ơi, mày tưởng tượng hay quá Đen ơi. Tưởng tượng hay kia tôi làm gì nữa? Không phải đâu, cái đó là tưởng tượng thôi, ông hiểu không? Tôi mà gặp Phượng thì là tôi nói không được một câu nào đâu. Không có giống như Phượng dễ giờ là ông nhìn thấy đâu, tôi nói thiệt á. Mày nhát gái, sao mày cua gái? Tôi không biết nói sao nữa, mỗi lần gặp Phượng là tôi như con gà mắc tóc á, tôi nói không được gì hết trơn á. Tôi mới kêu ông ra đây giúp tôi á. Tôi phải làm sao cho Phượng hiểu cái tấm lòng của tôi nè. Bây giờ thời này cua gái phải có kỹ thuật, hiểu không? Có. Con gái bây giờ nó không thích cái gì đơn giản đơn điệu quá đâu. À. Mày phải diễm lệ lên. À. Ngôn tình lên. À. Lãng mạn lên. Mày muốn như vậy mày phải soái ca lên. Ủa chứ nhìn tôi không ra chất soái ca à? Rồi mình làm sao soái ca đâu. Xem nè. Ừ. Khi mà tôi gặp Phượng, tôi sẽ vuốt tóc tôi. Đó đó, ít ra phải như vậy đó. Ừ. Nhìn thẳng vào mặt Phượng, tôi ngấu ngấu ngấu. Cái đó là chó sói, không phải sói ca. Khó quá à, thôi thì tao không biết, làm màu chứ thôi. Mệt mày quá. Mấy ông chỉ đi kêu ra giúp tôi mà không cứ nói hoài. Bây giờ thầy chỉ nè, bây giờ nói mày dốt lắm, khờ lắm. Hả? Làm mày cũng không có tưởng tượng được. Tao thực tập cho mày luôn. À, sao? Ừ, làm thiệt đấy nha, tao tưởng tượng ra Phượng nghe. À, ừ, ừ. Đen, bữa nay anh Đen hẹn em ra. Có gì muốn nói không? Ờ, Phượng hả? Phượng nè. Ờ, Đen hẹn Phượng ra đây là để Lan nói là Đen đi về nha. Trời, mày gặp tao mà không nói mày đi về. Ba nhìn ba xấu giả mang luôn á ba. Ba xấu có đặt cọc trước luôn á, tôi thiệt xấu thấy sợ luôn á. Bây giờ mày phải tưởng tượng lên, tao biết tao là không có đẹp được, phải tưởng tượng. Làm lại đó. Rồi. Anh Đen có gì muốn nói với em không? Phượng à. Sao nè? Bị hôn lâu chưa?
tao không? Tao không có đi niềng răng, tao để dành tiền tao chữa bệnh vô duyên cho mày. Trời ơi, sợ mày thiệt đó. Ôi nói thiệt với ông luôn á, ông làm Phượng tôi không thể nào mà chấp nhận được luôn á, cái hình ảnh này luôn trong đầu tôi thiệt á. Mày mặc tỉnh cho tao đẹp đi. Bây giờ này làm ơn, nó dịu dàng thức tha xí đi, nhìn thấy ghê quá hà, dịu dàng thức tha xí đi. Lại nè. Đen Phượng à. Bây giờ bỏ đi, không làm đâu. Mày tưởng tượng tao đẹp đi. Có nghe nè, Phượng gần ra rồi, đừng có tưởng tượng nữa. Bây giờ gấp lắm rồi đúng không? Ừ. Làm luôn đi. Làm luôn hả? Mày làm như tao nói không? Ừ. Có tao chuyện bây giờ thủ hết chưa nè? Rồi rồi rồi. Thơ nè. Rồi. Hát là cái gì mà bất chấp hết yêu nhau đó. Ừ rồi, cái bài đó tôi biết. Rồi bao nhiêu chiêu trò mày xấu hết cho tao. Rồi rồi. Nhớ nha. Rồi. Tao phía sau này nè. Ừ. Tao yểm trợ làm hậu phương cho mày. Cảm ơn. Anh Đen ơi. Làm đi nha. Đen. Đúp. Đen. Đen. Phượng. Kêu tôi ra đây có chuyện gì vậy? Sao Phượng ra lâu vậy? Thì tại tôi phải mượn chuyện nhà xong rồi tôi mới ra đây được chứ. Thật sự là tôi để ý Phượng lâu rồi. Bà con hàng xóm người ta cũng nhìn, người ta cũng nói tụi mình xứng với nhau đó Phượng. Vậy hả? Ừ, ai cũng nói hết tụi mình rất là xứng với nhau. Người ta nói hai đứa này là cá mè một lứa hay là đó. Gì? Đang nói gì vậy? Ý là hai đứa xứng á, hai đứa bằng nhau, hai đứa một cặp á. Ừ, tào lao đi con, vô vấn đề chính đi con. Rồi nè, mình vô vấn đề chính nha. Thì đang nói đi. Đứng chờ xí đi. Đi đâu hả? Đứng chờ xí đi. Là nắm tay nàng chỉ lên bầu trời làm thơ. Phượng à, đưa tay đây. Đưa tay đây. Nhìn kia. Mặt trời hôm nay sáng quá. Mặt trời hôm nay sáng quá. Cho đàn hùng lên má. Đàn kỳ quá à. Đó vô rồi đó, vô tiếp. Mặt trời hôm nay mới nhú. Cho đàn hùng lên. Đang nói cái gì vậy? Hả? Tôi đi về à? Phượng đừng có về. Tao cho mày nhú ha. Phượng phải chờ tôi xíu nha. Tôi đi về á. Đợi đi chờ. Xong rồi. Trời ơi, mày khùng quá. Mày khùng hả? Mà khùng hả? Vậy? Trời con điên. Con điên. Vậy? Mày chửi tôi hả? Mày làm cái trò khỉ gì vậy? Cái gì? Trò khỉ quá. Hả? Hả? Trò khỉ quá đi. Đang chọc ghẹo tôi đúng không? Được rồi, đang quá đáng lắm. Tôi đi về. Ôi, quay lại. Nè thôi, dẹp luôn đi. Dẹp luôn đi, khỏi làm gì khổ cô gái đi. Coi như ra là cũng xong là sao? Đơn giản quá mà. Mình đừng có nhìn tóc gì hết mày nè. Mày cua con Phượng đúng không? Đơn giản thôi. Lại nắm lấy tay Phượng. Phượng, anh yêu em. Em có yêu anh không? Như vậy thôi làm không được mày. Đó, làm tiếp đi. Cái gì vậy ba? Ba làm cái gì vậy ba? Ta xin lỗi. Ta kiềm chế không có nổi. Ê Phượng, coi như chưa thấy gì nha Phượng. Anh Đen. Cái gì đây? Anh Bạch. Anh bước ra đây đi. Hả? Phượng ơi. Anh đang làm cái trò gì vậy? Hả? Tôi ngậm rơm nè, không thấy nè. Ai bày ra cái trò này? Không phải đâu, tại vì tôi thương Phượng, tôi muốn bày tỏ với tôi dành cho Phượng, nhưng mà tôi không biết nói sao, tôi mới giờ. Thương thì nó cứ nói là thương, mắc gì phải làm mấy cái trò này. Tại vì tôi... Anh Bạch, anh bày ra mấy cái trò này làm gì vậy hả? Nó muốn cua Phượng, thì tôi bày trò cho nó cua Phượng đó. Nhưng mà sao anh biết tôi thích những cái trò này? Thì tôi thấy con gái bây giờ thích gì ngôn tình lãng mạn, thì tôi tưởng đâu Phượng cũng thích. Anh sai rồi, con gái á chỉ thích cái gì mộc mà chất phát mà thôi. Anh Đen á, trước giờ á là người thật thà, không có biết mấy cái chiêu trò này đâu. Vậy mà anh chỉ cho anh chi vậy hả? Còn anh nữa, anh coi lại mình đi. Anh nói anh hiểu con gái lắm hả? Vậy anh hiểu tôi cái gì? Nãy anh nói cái gì? Anh giỏi anh nói lại coi. Nãy tôi nói á là anh yêu Phượng. Phượng có yêu anh không? Có. Mỗi lần á ra quán nước của bà Tám á hả, nhìn thấy hai người là tôi cười với anh không? Mà anh không có cười với tôi.
anh đã đen cười với tôi không à? Mà tôi đâu có muốn anh đen cười với tôi đâu, tại vì tôi đâu có thích ảnh. Nhưng mà tôi không có dám nói thẳng mặt ảnh, tại vì tôi sợ ảnh buồn. Ủa chắc bây giờ không buồn đâu. Còn bây giờ tôi nói tôi thích anh á. Thích sao giờ mới nói? Ủa? Người ta con gái, người ta mắc cỡ mà dám nói. Nghe nè, cái gì? Thôi đi, để tao nói chuyện. À, thì giờ tôi cũng nói là tôi cũng thích Phượng á. Vậy sao không nói với người ta? Tôi cũng mắc cỡ, tôi không dám nói. Thì phải nói mới biết người ta thích được chứ. Đưa cái mặt ra đó đi. Con nít con nôi. Người ta đang nói chuyện mà. À, không mấy giờ mình cũng biết về đó. Cái giờ à, Phượng về nhà ngủ nghỉ đi. Ngày mai tôi qua tôi chở Phượng ra chợ ăn chè, vì mình chính thức hẹn hò với nhau. Vậy tôi chờ mấy người ngày mai á. Ừ. Tôi đi về. Về cẩn thận á. Ê. Gì? Không được, không an toàn đâu. Tôi dắt Phượng về. Ờ. Hi hi, mãi yêu. Đồ ngốc. Ê, kêu anh Đen về đi, nãy giờ anh đi đâu vậy? Nó đi chơi rồi. Thôi kêu anh về đi. Ê, mình đi mình kiếm nó nè. Ừ. Anh Đen ơi. Đen. Đen. Đen ơi, anh đâu rồi? Đen ơi. Đúng là tình yêu không có lỗi. Lỗi là ở thằng bạn thân. Ngày nãy ngày nay, có một cậu bé sống ở trong rừng xanh. Người ta gọi đó là cậu bé rừng xanh. Do cậu bé sống ở trong rừng núi hiểm trở, cho nên tính tình cậu bé rất linh động, năng động và không kém phần tăng động. Đặc biệt, cậu bé rất lười lao động. Tại sao? Tại vì cậu bé được sống sự bùm bọc và che chở của cha và mẹ. Cha mẹ ơi! Xin giới thiệu với mấy bạn, đây là cha của mình. Cha của mình là loài bự nhất trong tộc linh trưởng. Người ta thường gọi cha của mình là Kinh Công. Cha ơi, cha. Cha ơi, cha ở đây là mẹ con đâu? Mẹ ơi. Mẹ tôi là loài linh trưởng nhanh nhẹn nhất trong dòng họ. Mẹ, biểu diễn cho mọi người coi đi. Các bạn thắc mắc tại sao mẹ tôi là linh trưởng mà sủa chứ gì? Vâng, mẹ tôi là khỉ đầu chó. Bây giờ có mới hỏi ba mẹ nè. Sáng giờ ba mẹ đi đâu ạ? Ui. Wow. Ủa trong rừng tại sao có cái giỏ? Ủa cha mẹ lấy ở đâu? Làm gì ạ? Minh họa lại hả? Làm gì làm coi? A khỉ mà đứng thẳng. A là khách du lịch phải không? A khách du lịch. Rồi sao nữa? A khách du lịch hả? Ủa, mẹ con nè. Ủa mẹ đâu hả? Rồi sao nữa? Mẹ ra đây. Ủa là cha mẹ đi giật đồ hả? Thất vọng. Thất vọng chai chê. Con nói ba cha mẹ làm sao hả? Mình là nghèo cho sạch, gách cho thơm, không có được đi ăn trộm ăn cắp. Ai ăn trộm? Ba phải không? Xè tay ra. Ba xè tay ra. Ba hư. Mày mốt không được hư nữa nghe chưa? Còn mẹ nữa. Mày làm vậy là cái gì? Ai là định chuột lầu ấy hả? Biết lầu ấy vậy hả? Mẹ xè tay ra. Ba sai một, mẹ sai 10. Mình đã bỏ công mình giật rồi thì lấy ăn đi. Bây giờ mình bỏ công mình giật là đã mất sức rồi. Bây giờ mẹ bỏ sức mẹ quăng, con phải bỏ sức con đi lụm lại nè. Thấy không? Phí công với sức lao động của gia đình không? Mệt cha mẹ quá à. Nè, cha mẹ đi sáng giờ cha mẹ ăn gì chưa? Rồi, ăn rồi con ăn một mình nha. Ôi bánh tay lâu quá không được ăn. Ngon quá.
thương cha mẹ quá à. Cha mẹ nhìn con với ánh mắt hạnh phúc. Cha mẹ nhìn con nó đủ cha mẹ vui lắm đúng không? Con hứa cha mẹ luôn, con để dành ăn oan một mình, không có chia cho đứa nào trong rừng này ăn đâu. Ba cha mẹ yên tâm đi. Làm ơn cứu tôi với. Cứu tôi với. Ủa chỗ này đường sông mà làm sao có người? Cha mẹ núp 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 núp. Làm ơn có ai không, cứu tôi đi. Làm ơn cứu tôi với. Em đi đâu đây? Chồng! Em đi tìm anh rất là vất vả, rất là khó khăn. Lúc nãy có hai con khỉ nó giật hết đồ đạc của em luôn. Em tưởng là em chết rồi, em sẽ không gặp anh được nữa. Cha mẹ đi ra đây! Tại sao cha mẹ giật đồ của vợ con? Có biết đây là vợ con không? Ủa? Biết không? Ủa anh, đây là sao? Cha mẹ của anh đó. Cái gì? Cha mẹ là khỉ hả? Hổn. Cha mẹ là người cứu mang anh. Tại sao nói cha mẹ là khỉ? Gặp cha mẹ chưa chào mà còn nói gì nữa. Quá chào. Anh đi quá chào. Chào cha mẹ. Anh, bộ anh tính ở đây làm người rừng luôn hả? Em đi về đi. Anh không muốn về chỗ đó nữa. Ở đó rất nhiều ký ức buồn với anh. Anh không đi đâu hết. Anh sẽ ở đây tới suốt đời. Anh. Cha mẹ. Chuyện tới nước này, con sẽ kể cho cha mẹ nghe nguyên nhân tại sao con lại xuất hiện ở đây. Tất cả là tại mùa Euro này có nhiều biến động quá cha mẹ à. Con không hiểu tại sao cổ xe tăng Đức không cỡ hành kịp hay sao đó mà nó chạy không nổi. Còn xứ queo, con đụng vào là nó queo. Trời ơi, đau nhất là thằng Bồ Đào Nha. Nó không ăn một trận nào mà nó vào chung kết. Nó khứa cổ luôn gà trống gô loa. Con chỉ muốn đổi đời thôi mà. Người ta một phút đổi đời thì coi như là tham lam là quá đáng. Không được thì không nói đi. Con chờ tới 90 phút để đổi đời mà cũng không được mà. Con khổ quá. Cái gì? Anh yên tâm đi. Nợ nần ở dưới em giải quyết hết rồi. Hả? Em mới nói gì? Em giải quyết nợ nần xong hết rồi. Sao nó vậy không nói? Cha mẹ ơi. Cha mẹ, hãy nhận con một lại này. Con xin về nhà, sau này con sẽ đem chuối lên phụng dưỡng cho cha mẹ. Về em, nãy giờ không nói thiệt tình luôn, đi về nhà lẹ lên. Đâu? Về nhà. Nhà người ta xiết rồi. Rồi cô lên đây làm cái gì? Em lên đây ở với anh chứ làm gì? Cha mẹ ơi, cho con rút lại cái lại hồi nãy nha cha mẹ. Cha mẹ ơi, nếu được, cha mẹ cô mang hai vợ chồng con luôn được không? Khổ quá cha mẹ ơi. Cha mẹ đừng có đuổi con đi mà. Đúng rồi. Ở đây tụi con có nhiều đồ chơi lắm cha mẹ ơi. Cái này là nền văn minh của con người. Con sẽ phổ biến cái nền văn minh này cho tất cả thú rừng này. Đây, cái đèn pin. Radio đã lắm nha. Cái radio này á biết hết mọi thứ, nói cái gì nó cũng biết hết trơn á. Để con mở cho cha mẹ nghe. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề làm sao để tránh thai hiệu quả. Vừa rồi, các cơ quan chức năng vừa phá những đường dây cá độ bóng đá lên đến hàng chục tỷ đồng. Cái gì đâu vậy trời, ghét ghê, gặp cái gì gặp cái đó à. Vô duyên dễ sợ luôn. Đại khái đi. Từ từ đến giò. Cái gì mà ồn quá vậy, cái gì á? Ủa gì vậy? Ủa, sao tự nhiên nổ vậy? Không, cái máy này không có nổ. Có khi nào nãy giờ anh dọn cái sóng này, cái nó trúng vô cái sóng mà người ta gài kíp bơm, mấy cái kíp bơm mà người ta gài bí mật trong rừng nè. Ủa mà ai gài kíp bơm làm gì? Anh đâu có biết đâu ai gài kíp bơm làm gì. Cái gì vậy ta? Ôi. U. U. Gãy răng. Vàng thiệt, mình đổi đời rồi em ơi. Anh bảo đảm số vàng này nè. Số vàng cũng có bộ vàng, tụi nó chôn vàng ở đây, rồi tụi nó gài kíp bơm, em hiểu không? Tụi nó muốn lấy thì nó sẽ nổ ra để tụi nó lấy. Bây giờ mình làm gì vậy? Đem số vàng này mình đi xuống núi, mình mua thuốc nổ lên đây sang bằng khu rừng này. Anh ơi, không được đâu anh ơi.
Rồi sao mà con đường này rồi họ ở đâu? Ở đâu kệ tụi nó. Mình nói chuyện của mình trước. Đi đi. Anh nói không có được đâu, dù gì họ cũng có công nuôi dưỡng anh mà. Im đi. Anh. Hai con khỉ già đi ra. Đi ra. Đi ra không? Tính ra. Tính ra. Anh ơi. Mày có con khỉ già nè. Con khỉ già. Xin kính chào toàn thể tất cả quý vị quan khách đã đến với bữa tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi của con trai tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, con trai tôi là một đứa con rất ngoan hiền, học giỏi. Và ngày hôm nay tôi tổ chức tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi cho... Lẹ. Tôi tổ chức tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi cho con trai tôi nhằm với mong muốn... Tôi tổ chức tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi cho con trai... Cái gì vậy? Chỗ ông ta đang lao mà chàng ràng đứng nói lèm bèm gì không hiểu gì hết trơn chùa. Trời đất ơi, tôi lèm bèm cái gì? Tôi đang đứng đây tôi tập nói để lát nữa mà tới tiết mục sinh nhật của con tôi đứng tới phát biểu trước đám đông. Nó mời bao nhiêu bạn bè nó tới mà. Khỏi cần tập cũng đủ ồn rồi. Gì vậy con? Ai lấy cái bồn tắm con đã mất tiêu, con phải đi tắm con. Ai đem cái phao qua đây vậy má? Má đó, má đem cái phao, cái bồn tắm của con ra đây cho dì hai. Tại bữa nay lao nhà mà cái nhà lớn quá, phải lấy cái bồn tắm ra lao nó mới đủ, chứ cái xô lao không có đủ. Má cái này là cái bồn tắm của con, má đem ra đây má lao nhà. Ý má nói con có mặt như cái nồi dẻ đó hả? Má xin lỗi con. Dì hai ơi, dì hai, thì nghĩ sao vậy? Dì đem cái này ra đây dì lao nhà rồi hư cái mặt con tôi rồi sao? Dì nói sao? Dì nói cái mặt con tôi như cái bồn tắm mà đúng không? Mà nó như cái nồi dẻ đúng không? Tôi chửi không đúng hay gì mà dì khóc. Khóc cho lặng lẽ, cãi lại chi cho thêm ồn. Mẹ ơi, nó coi kìa, nói một tiếng mà trả lời một tiếng à. Chị nghĩ làm sao? Tôi nói chị một tiếng, chị trả lời một tiếng. Đi vô. Má ơi, nghĩ làm sao mà đuổi bả, cái bả đi vô liền kìa. Chị hai, sao tôi kêu gì đi vô, cái gì đi vô liền vậy? Chị không thưa gửi tôi tiếng nào hết. Đi vô cho lặng lẽ, cãi lại chi cho thêm ồn. Coi đó, người làm mà chả treo vậy đó, má đuổi bả đi. Thôi mà má thương. Thôi bữa nay sinh nhật nè, đừng có buồn nữa. Vui lên, tươi lên, mặt vui lên. Má bữa nay là má chuẩn bị hết tất cả cho con rồi. Mọi thứ bàn tiệc má chuẩn bị hết rồi. Đặc biệt má có mời tới đây ảo thuật tạp kỹ cho con. Bao vui. Thiệt hả má? Thiệt. Ủa mà sao bạn bè con giờ này chưa tới? Hẹn tới giờ rồi. Tới rồi nè. Vô đi mấy đứa. Trời đất ơi, đừng con trời. Bớt nói cho sang. Ê, bây giờ cứ giãn cho luôn. Bị hết chưa? Lấy ghế. Ê, xin mặt vui mà không có gì hết trơn, vậy trắng que vậy. Thì mới chuẩn bị. Đợi hả? Cảm ơn nha. Bác. Bác cái gì? Đồ ăn sống dọn ra. Hả? Ủa, nhân viên lên ơi, nhưng mà đợi nón vậy dọn đồ ăn ra. Hả? Hả? Giả mặt rồi chứ hả? Cái chiếc nó thật tiền mà lười biếng. Lười cái gì mà lười chảy xác nhất hay lười trây ra đường phố. Lười nó khủng bố tầng ozone. Lười héo hon vũ trụ. Lười tích tụ một làng. Lười lây lan từng cm. Lười Vedex. Lười Diva. Lười tàn trữ. Lười bao xô. Z Studio làng hài mở hội. Đuổi mày đi. Má là sao tao đuổi? Đứng lại. Thằng mới vừa nãy là ai?
bạn mày đúng không? Dạ. Vô đây. Đây á, bác mới học về. Nhân dịp có bạn chúc cho lâu á, con chúc bác á, bắt niên dây lão, trường thọ trường xuân, sớm làm mẹ thiên hạ, mát thiên nhiên, một bà điên vũ trụ. Trời ơi. Ủa con, nãy con vô đây con có thấy cái thằng nào mà nó chửi bác xối xả nó chạy ra không con? Ai bác? Cái thằng nào nó vô đây nó chửi bác lắm, nó giống mày lắm. Cái thịt mày luôn á. Ờ, người giống người mấy hồi bác ơi, vô lộn nhà bác đó. Nhưng cái quan trọng là tại sao có một mình con vô đây, mấy đứa bạn mày không vô? Con của bác sống tốt quá, đức độ quá, có mình con chơi hà, các trường ghét lắm. Nhưng mà còn thông tin quan trọng nữa. Cả trường nói bữa nào á kéo nhau qua nhà Phúc Zalo chơi. Đúng cả rồi, trường... bữa nay luôn chứ bữa nào nữa. Kéo lại đi. Ừ, qua mọi đó cầm trái bom đặt vô chạy. Gì vậy? Gì vậy? Ôi, má ơi. Quà sinh nhật, Má ơi. Ông qua đặt trái bom. Happy birthday. Cái gì mà quýnh dữ vậy? Mời tôi tới đây diễn ảo thuật mới vừa lú lên quýnh quá trời quá đất à. Ủa? Con tới đây diễn ảo thuật hả? Dạ mời con tới đây diễn ảo thuật tụi con nhóm ảo thuật Quỳnh Tiến Khoa nè. Ơ chào Quỳnh con. Tiến Khoa. Quỳnh Tiến Khoa hả mày? Mày trời ơi. Trời ơi. Sao vậy? Đỡ tao ra. Con không có ưa nữa. Cái gì đây? Tại sao mày có mặt ở đây? Sinh nhật tao. Sinh nhật của mày. Ủa vậy là bữa nay con tới đây con diễn sinh nhật nó. Ờ con. Tưởng sinh nhật của ai, sinh nhật của mày tao không diễn. Ủa? Gì vậy? Không diễn thôi mày. Làm ê! Diễn. Mày không biết đâu, ở trong trường cái thằng này nè. Học ở trong trường không biết giàu nhiêu mà chảnh. Bạn bè nó không coi ai ra gì, từ thầy cô cho tới bạn bè nó đụng cái gì nó dán tiền cho mặt người ta. Ha. Mày coi thường bạn bè đâu có ai chơi với mày, còn thằng kế bên là thằng hèn suốt ngày tò tò theo để xin tiền. Một thằng hèn, một thằng sang chảnh, không diễn. Đứng lại! Phúc! Mày điên quá đi, má mày mướn bỏ tiền ra mà kêu lại hành nó chơi. Má, vô gì con? Bây giờ con muốn xem nó diễn bằng mọi cách, má giữ nó lại cho con. Cái mặt mày lật hơn bánh tráng thằng kia luôn đó. Con, bác nói con nghe nè. Bây giờ thằng con bác nó thích con lắm. Bây giờ con lại dù ít dù nhiều con phải diễn một tiết mục đi con. Một tiết mục đúng không? Một tiết mục thôi. Một tiết mục này là con miễn phí cho bác. Tại vì ít nhiều gì cũng là bạn bè anh em chung trường với nhau. Không lẽ giờ sinh nhật của Zalo mà không có quà cho Zalo đúng không? À. Cho nên có một món quà dành cho Zalo liền. Ê có tao không? Mày xài chung luôn. Thích dạ. Đã vậy. Cái này là một cái tờ giấy. Biết tờ giấy này dùng để làm gì không? Gì? Mình sẽ đốt tờ giấy này, nó sẽ biến ra món quà cho bạn. Thôi mày ơi, trò chở búa. Trời ơi, đốt tờ giấy cái bài cái bông hồng mà chẳng biết. Đúng rồi. Vậy mày không lấy phải không? Có bông lấy à. Vậy thì tao mời mày đốt luôn. Thử nghiệm đi luôn hả? Ờ. Đốt nha. Ừ. Ôi. Hay quá con ơi. Cái cây đây rồi cái bông đâu? Bông đâu? Người ta là dùng bông, còn với mày thì không nên dùng bông mà mày nên dùng cái này nè. Hay quá con ơi, trời ơi xuất sắc. Trời ơi. Hay quá con ơi. Nó tặng cái này cho mày. Ý nếu muốn giật nước cho mẹ con mày trôi ra biển lớn. Gì vậy còn sao? Trời ơi, giữ nó lại. Biểu diễn cho con coi. Rồi. Thôi bác lại con, thằng con bác nó thích con quá. Mặc dù con tặng cho nó nguyên cái cây đó mà nó vẫn thích con. Thì thôi con ở lại con diễn cho nó đi. Con nói với bác rồi, con không diễn. Thôi mà diễn đi, bác trả lương gấp đôi. 1 triệu. Không diễn. Rồi ơi, 2 triệu. Không diễn. Trời ơi, 5 triệu. Không diễn. Có lấy tiền cho mà con không diễn. 10 triệu. Con nói với bác một lần cuối cùng nha. Con người của con không dễ mua bằng tiền nha. Bác đừng có làm như vậy với con nha. Bác nói bao nhiêu? 10 triệu. Vô diễn anh em. Ê, ta lật mặt 1, lật mặt 2, giờ mày lật mặt 3 hả? Bây giờ có tiền là tao lật mặt bất chấp. 10 triệu nếu như vậy diễn cho xong show này, tiền ngu gì không lấy. Chuẩn bị đạo cụ anh em. Bữa nay là sinh nhật của Zalo. Con sẽ chuẩn bị cho Zalo những tiết mục hoành tráng nhất. Ồ, đã có bánh kem đây rồi. Tại sao trong nhà không có một cái tờ băng rôn nào? Băng rôn đâu? Bánh kem đã có thì cũng cần phải có dao cắt bánh kem. Tiết mục bắt đầu. Chỗ ta. Hay quá anh em. Tạ. Ui.
sao tự nhiên bắt tốn tiền tốn bạc mà mày đòi con nói trảm cái bánh kem. Bác xin lỗi con. Bác kỳ quá, tiết mục đang diễn ra mà bây giờ vậy rồi. Ôi mà con ơi, bây giờ cái tiết mục vậy, bác không thích tiết mục này cho bác tiết mục khác được không con? Bây giờ cung phu bác không chịu đúng không? Ừ. Cung phu không chịu thì qua đến nội công và ảo thuật. Anh em, giang trận. Giang trận đi bác. Dẫn công đến cái bàn tay hai kìa. Biến cái bàn. Quê lên. Cất. Dạ con chào bác. Tiết mục hay không bác? Trời ơi con ơi con diễn cái gì mà cái bàn nó bay thẳng ở trong mặt bác vậy con? Chắc cái mặt bác có sức hấp dẫn cho nên nó muốn bay vô. Bác biết mặt bác hấp dẫn mà. Dạ cái sức hấp dẫn của bác lạ lắm cho nên bất kỳ cái vật thể bay nào cũng muốn đậu vô mặt của bác hết á. Nói chung là thích tiết mục của con lắm, hay quá trời hay, xuất sắc. Dạ con cảm ơn bác. Hay quá. Bác đề nghị nè, mấy cái tiết mục mà giá trị xuất sắc vậy đó, coi ba đứa như cái bộ tâm sên điều hiu vậy lắm, bắt ra bắt kêu bà con nội ngoại hai bên vô coi cho nó sơm tụ. Kêu chứ đông vậy, điên quá đi, kêu đông vô làm nhục nó mới đã. Ờ à, đúng rồi má, má kêu bà con nội ngoại qua kéo qua coi, mình bỏ tiền nhiều mà. Ờ ha, bác má bỏ tới 10 triệu bạc lận. Dạ. Ê bác kêu mà đâu còn ai bà con họ hàng đâu, kêu hàng xóm láng giềng, kêu hàng xóm để. Dạ. Bác là kêu hàng xóm, bà con ơi vô coi nè, hàng xóm ơi. Quý bây giờ sao vậy? Bây giờ tao tới đây tao diễn tiết mục sinh nhật cho mày, bây giờ tao diễn xong rồi, bây giờ mày muốn cái gì nữa? Trò mày làm tròn tròn mèo không mà, được bằng tao không? Ủa mày biết làm trò hả? Muốn mở mang tầm nhìn của mình thì lên đây. Mày dám không? Đi tao sợ mày hả? Lên đi mày. Nè nè, một hồi mày không làm ra trò là mày chết mày với tao nha. Nha. Tao làm được cái gì? Dĩ nhiên của chú tôi, mời bước vào. Bước vào đây? Ừ. Bước vô đây hả? Tiết mục tiếng Pháp được bắt đầu. Dạ. Trước tiên, nè, nước không thâm cái xô đầy nước nè. Trước tiên, phải làm ướt diễn viên. Ê! Oh. Sao? Xong. Cái gì xong? Tao biến khô thành ướt. Trời ơi. Ai mà cái nước này là nước gì? Nè, nước này là nước giặt đồ dẻ nhà tao á. Cái thằng này thôi. Thằng này. Ê! Khoan! Tụi bay làm gì vậy? Đánh nó chứ làm gì? Mắc gì đánh nó? Nó đổ nước đồ dẻ vô đầu mày. Có gì đâu, bình thường. Bây giờ, ê Zalo, mày giàu đúng không? Ừ. Mày muốn tao tắm nước này đúng không? Ừ. Mày quăng tiền đó đi. Được. Chuyện nhỏ. Tao cho mày 500 ngàn nữa nè mày. Tao xối 1k nè mày. Trời ơi. Cho mày thêm 500 nè mày. Tao xối 2k nữa mày. Trời ơi trời. Mày dám tắm không? Tao cho mày 1 triệu. Tao bơi luôn nè mày. Mày điên hả? Điên gì? Trời đất ơi. Nước này là cái nước gì mày biết không? Cái nước nó lau nhà đó. Nước lau nhà thì sao? Mày thấy không? Xối dài ba gáo tao được 2 triệu bạc kìa. Gì tiền mà mày mất lòng tự trọng hả? Sao mày hèn vậy? Nhưng mà má tao cần tiền. Má tao đang bệnh ở nhà mày biết mà. Ba bệnh ở nhà mà ba có tiền uống thuốc đâu. Hằng ngày ba đi phụ làm cho người ta từ sáng cho tới tối mịt, bị người ta chửi vô trong mặt mày biết mà. Bây giờ nếu như tao xối ba cái nước này lên người của tao nè, tao có được mấy triệu bạc tao đưa cho má tao. Tội dạ gì tao không làm. Nào giờ tao giúp gì được cho bà? Thôi, trò này hết vui rồi. Bây giờ có nước rồi, tao muốn có lửa, tao mày mua lửa tao coi đi. À, được rồi, mua nhanh rồi về. Hay quá ha, có tiền, muốn kêu nó làm cái gì cũng được hết. Ê, cái gì nào? Mày muốn mua lửa chứ gì? Tao sẽ mua lửa cho mày coi. Mày làm gì vậy? Uống dầu thôi. Chi vậy? Để tao mua lửa chứ làm cái gì? Mày muốn mua lửa thì tao mua lửa cho mày coi. Ai mượn mày? Tao muốn thằng Khoa diễn. À, nhưng mà thằng Khoa không biết mua lửa. Cái gì? Nó không biết. Nó không biết thì tao càng muốn xem. Sao? Mày chịu múa không? Chịu không? Nếu như mày chịu múa, tất cả số tiền này sẽ là của mày. 10 triệu đó, mày dám không? Dám làm không? Dám không? Tao múa. Khoa, mày cái gì vậy? Tụi bay đừng có quá đáng nha. Mày đưa đây cho tao. Ê, không mày có được đâu. Mày đưa đây cho tao. Ngày thôi đó Khoa. Phun lửa có một cái tao kiếm 10 triệu cho má tao. Nhưng mà tao vẫn lo. Trời ơi! Bây giờ nó điên vậy rồi, nó cháy luôn. Trời ơi, không tao lắm rồi, đừng có. Tao hay mua, tao mua cho má tao mà. Không! Ê! 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 Trời ơi! 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 Trời ơi!
Cái gì vậy? Không ơi, tại sao vậy? Ai làm gì con tôi? Ai làm gì con tôi? Thằng Phúc đôi em mặc qua mua đó bác ơi. Bác hai, bác hai ơi, bác hai. Tại sao vậy con? Bác hai, tại sao em mặc qua lại? Bác hai ơi, con biết tại thằng này nó xui nè. Sinh nhật mày mà mày chơi, mày xử lý đi. Ai ai cái thằng phá gia chi tử, mày hại tao rồi, mày hại cái nhà này rồi, bao nhiêu trò mày không chơi, tại sao nhà tao mày không đốt đi, mày nghĩ sao mà đi đốt người, rồi bây giờ nó chết rồi đó. Công an tới cầm đầu mày, rồi tao ở với ai? Nói cho sàng. Bác Hai. Má, con có làm sao đâu má. Trời ơi, con là đi dân đi diễn hàng đêm mà. Con có chiêu của con hết. Bữa nay con tới đây á là tao cho mày biết nha. Không phải có tiền muốn làm cái gì thì làm nghe. Mày coi thường người khác. Lỡ cái này tao biết làm, nếu người khác không biết làm á, có hối hận không kịp nha. Tiền không có mua được nha mày nghe. Sáng con bắt mày ra. Má, bữa nay con giỏi lắm, con kiếm được 20 triệu cho má mua thuốc chữa bệnh á. Con bán mạng của mình đi, con đổi gì cho má 20 triệu? Rồi con có bệ gì? Má cầm 20 triệu đó má có thể mua được thằng con trai cho má không? Con có bệ gì má sống sao hả quá? Con xin lỗi má. Không có đâu. Mai mốt con không làm vậy nữa má. Trời ơi, mày thấy con người ta chưa? Bởi tao nói rồi, mày chơi với mấy đứa bạn xấu đi, nó xấu theo. Ông bà nói đúng lắm mà, con hư là tại bạn mà. Phi lý, tại nhá, con hư tại mẹ. Mẹ tại mày, mày đuổi đã rồi. Mày đuổi lại, mày đuổi lại, mày nghe tao nói mày đã, mày đuổi lại chưa? Cảm ơn các bạn thật nhiều. Một câu chuyện với tôi là một câu chuyện cũng khá là xúc động. Xin mời giám khảo Việt Hương. À, anh Hải với là anh Tài Hoàng Khánh à. Bây giờ như là em mới đổi một cái tên là Quỳnh Tiến Khoa. Quỳnh Tiến Khoa là một trong những cái thí sinh mà trong cái nhóm Xém Cười đây là diễn viên chính. Anh ta cũng là người viết kịch bản rất là nhiều luôn. Kế bên bạn Phúc Gia Lô là bạn Minh Dự. Dạ, em tên Minh Dự. Minh Dự. Duyên dáng điềm đạm hợp vai thằng Vàng với Phúc Gia Lô là nó giữ cái xương sống nguyên một cái đường lóc. Ồn mà đến khi mà nó nhào ra tới kia nó kêu sớm tôi mừng hết sức mừng thiệt, nó bớt ồn luôn á Vàng. Anh Chí Tài khi mà thấy bạn bước ra anh mừng, anh nắm tay tôi anh xúc động. Cái tôi mà hỏi làm gì vậy, dữ vậy, mê gái hả? Ông nói không, đã có người giả gái xấu hơn anh. Xuất sắc chưa? Xuất sắc, không còn gì để nói. Chúc mừng em đổi một cái tên nghe thuận miệng, Tiến Khoa. Ông Hầu ơi, hả? Tôi hoàn thành lời hứa với ông, tôi dắt ông đi phượt đợt này, thấy không? Cho ông tội nguyện đó. Ừ. Vậy là tới rồi ha. Tới rừng U Minh rồi ông. Tới rừng U Minh rồi. Tới luôn rồi. Ừ. Tôi hứa dắt ông đi đâu, tôi đi đâu, tôi thấy ông yếu lắm rồi. Ừ. Không? Tôi nói là tôi dắt là tôi dắt. Đợt này về là vui rồi nha. Ừ, tôi vui rồi. Ừ. Nhưng mà nói nghe. Hả? Sao tới nhanh quá vậy? Lúc nãy tôi mới ngủ có một xíu à. Ông ngủ 6 tiếng đồng hồ chứ một xíu. Ngủ như con heo. 6 tiếng rồi hả? 6 tiếng. Mà ông ơi. Cái gì? Tôi nói nghe nè. Hả? Lần này có hai ông á. Ừ. Giúp tôi. Ờ. Thực hiện ước nguyện cuối đời như vậy á. Tôi hạnh phúc lắm. Yên tâm. Tắt cái máy nhạc đi ông nội ơi. Lấy điện thoại ra. Tắt. Cha già. Lúc nào cha muốn tâm lý là cha mở nhạc, canh tâm lý cha nói chi vậy? Hả? Ai cần cho làm mấy cái này? Bình thường vui vẻ là được rồi, tắt cái máy nhạc đi. Ông hả? Ơi, ông ơi. Cái gì? Sao nãy giờ mình tới rừng mà không thấy hướng dẫn viên gì hết ông ơi? Tới rừng uống bánh. Kỳ lạ ha. Con ơi, con trai. Trời ơi, đi qua đây hướng dẫn mấy chú ra đi là con ơi. Con đợi trai ơi. Nào. Dạ, mấy chú kêu con gì vậy mấy chú? Con hướng dẫn viên. Dạ, dạ, con hướng dẫn viên hả? Dạ, dạ. Nghe giọng con sang sảng như là tốt á. Dạ. Con nhiệt tình. Dạ. Con ơi. Dạ.
Con tên gì vậy? Con tên Thành. Ông Thành ơi, ông Thành. Ông Thành. Ông Thành, tôi nè. Nó trùng tên ông kìa. Chồng như nó có duyên quá ha. Trời ơi, người giống người thôi mà. Ông. Hả? Bắt tay với nó một cái đi. Hả? Đâu vậy? Chú chào con. Là con chào chú. Thôi, bây giờ mình đi du lịch ha. Du lịch. Thành con ơi. Con nè. Về với chú một cái coi. Dạ. Yeah. Ông Thành ơi, về tôi một cái ông Thành. Về chưa? Rồi. Thôi Thành về cái coi. Rồi, mình đi ha. Đi ông ơi, đi Thành con ơi, dẫn chú đi coi. Mà nhiều chuyện. Đi. Rồi. Đi lên, tôi đi. Dẫn tôi đi coi. Đi lên đường nha. Nè, có chân nè, đi từ từ. Có chân dấp nè, đi lên nè. Rồi bây giờ vô rừng rồi. Vô rừng. Ôi. Qua đây. Ông ơi. Cái gì? Sao đi vô rừng nãy giờ không thấy cây cối gì hết trơn vậy mà trống trơn vậy? Đây nè ba, có cây liền bây giờ nè. Ba ơi. Chui qua. Hả? Chui qua cây nhiều lắm nè. Cây lớn lắm. Dạ. Cây lớn lắm hả? Ừ. Đi vô đây nè. Len lỏi. Chui vô. Ông Hầu chui vô. Chui qua cái cây nhanh lên. Ông ơi. Này tao. Bây giờ tao chơi lại mày coi nè. Tao vô rừng lắm. Ông Thành ơi. Hả? Qua cái cây rồi phải không? Qua rồi. Chơi. Đi chơi tiếp ha. Trời, qua cái cây cái mặt ông nhìn thông minh hẳn nha. Giờ muốn đi đâu? Đi. Ủa? Hả? Sao mà nãy giờ vô rừng tôi không thấy gì động vật gì trơn vậy? Sao im ru vậy ông ha? Chắc nó bận đi ăn rồi, tôi kêu nó vô cho ông thường nha. Thường ở trong rừng có khỉ nhiều lắm á. Con khỉ. Khỉ. Vãi. Ba làm con khỉ thiệt đi ba. Buông cái bóp đầm ra ba ơi. Lắm. Nào giờ có học đâu biết con khỉ làm sao. Chú. Ông đợi ông biết. Con khỉ ha ông thầy. Con khỉ. Con khỉ. Rồi cho tôi giờ nó cái coi. Đừng chơi bệnh nè ông đợi đó. Đâu. Khỉ đâu? Đó này à. Ê chồng ơi. Ê chồng ơi. Gì vậy? Khỉ gì nhiều lông dữ vậy? Con khỉ già. Con khỉ già. Dễ thương lắm. Già lắm. Ông ơi. Hả? Cho tôi rờ đuôi khỉ cái coi. Hả? Đuôi khỉ. Đuôi khỉ hả? Đuôi khỉ hả? Kéo cái đuôi ra. Cấp luôn ơi. Có đuôi khỉ nè, rờ đây. Đâu? Có khỉ nè, cái đuôi đó nè. Đó. Cái đuôi đó. Trời ơi, khỉ bị cục đuôi ha. Khỉ này nó yếu lắm rồi, không mấy ông tha nó đi chứ nó chết bây giờ nè. Ông nội đừng có rào nữa. Khỉ ơi. Về rừng đi con. Thôi con về đi khỉ. Trời ơi. Cảm ơn ông. Cái gì vậy? Ông đi. Vậy? Không, bậy bạ. Ông giữ ơi. Sao? Đi, ông giữ ơi. Rồi mình đi tiếp ha. Đi. Ông ơi. Nữa hả? Khỉ gặp rồi. Hổ chưa gặp. Ông bị mù, ông gặp con hổ sao không chạy ông nội? Ông nói với nó đừng ăn thịt tôi nghe. Thật biết quá vậy ta. Là con hổ. Không có con hổ hả? Có con hổ tay liền á. Con hổ tay liền á. Rồi, ông ơi. Hả? Cho tôi rờ đầu con hổ cái coi. Đâu rồi. Con hổ kêu tiếng hổ sao sống kêu đi. Đâu. Đó. Nó cái đầu nó này ông ơi. Trời ơi. Thôi được coi. Ấy ông Thành ơi. Tôi lột da con hổ rồi. Trời ơi. Thôi. Coi nó có sao không? Từ từ. Sao con?
cho Thúy Đại hả? Rồi rồi con về rừng đi con, nó cho Thúy Đại nó cúng cụ hồn không đó ông nội ơi. Trời ơi sợ quá, này này cho tắm cho hổ ông nè. Tại con hổ này chồng gắn nó thay da. Hỏi đâu? Thôi mình đi chơi tiếp ha. Rồi đi đi. Chuyến du lịch này tôi thấy vui rồi đó. Ừ tôi nhìn ông là có thu hoạch rồi đó. Mệt quá. Mệt hả? Ừ đi trong rừng mà không có mệt. Suối gì rửa mặt gì hết trơn. Trời hỏi chưa kỳ ta. Ừ rồi để dắt xuống suối, dắt xuống suối. Suối cầm giùm tôi. Rồi 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 suối. Đi qua đây. Đâu? Rồi đi qua đây. Cái suối này trước mặt ông nè. Rồi trước mặt luôn hả? Ở đây nè, ở đây nè, ở đây nè. Ừ rồi rồi. Rồi tới suối chưa? Suối lẹ lên, lẹ lên. Có suối liền bây giờ. Suối liền, sao không thấy nước gì hết vậy? Có liền nè ba ơi ba. Ừ rồi. Rồi. Dạ suối. Nó tinh quá. Mày chạy cái đây lẹ lên coi. Từ suối phải đi lấy suối mới có suối. Trời ơi. Trời ơi. Rồi bây giờ nè cởi dép ra ông nội. Cởi dép ra. Bước xuống suối ha, bước xuống suối ha. Chừng té đó. Té chứ. Ờ bước đâu? Xuống đi từ từ. Chưa tới suối. Chân trái trước nha, bước chân đâu đâu. Đâu nè đó. Ê, ê. Ủa, không, trúng nước rồi. Hey. Đâu đâu đâu. Ôi trời. Đi. Dẫn cái chân. Xuống dẫn chân lên, dẫn chân lên. Nè nè đi đi. Đây đây. Ôi trời ơi. Đâu đi bớt. Đâu ta đâu. Sao đi nãy giờ không thấy thằng Thành đâu hết vậy? Bà nội cha bây giờ mới nhớ nó hả trời. Thành ơi mày đâu rồi Thành ơi. Thành ơi. Thành ơi. Sao mày trẻ mày kỳ mà để người già hỏi mày mới lên tiếng. Thành ơi đâu rồi con. Mấy chú ơi con về nha mấy chú chơi vui nha. Trời ơi. Ờ cảm ơn con rồi thằng Thành vết dây đừng có kêu nó nữa nha ông nội ơi. Ủa. Đâu thôi mà tụi mình đi cũng được mà. Thôi vậy đi hả? Vậy đi tiếp ha. Ở đây rồi hả? Đi 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 con đi. Ờ ông Thành ơi. Hả hả cái gì? Ờ. Sao tôi đi nãy giờ. Hả? Mà không thấy cá gì hết vậy? Cái gì? Cá. Hả? Ông nhắc cá thì ông nhắc nó mới cắn ông chứ. Nhột 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 nhột. Ê ê ê. Bóp cha cái tay thằng nhỏ thằng trời. Cá chết hả? Cá chết rồi ông ác lắm nha ông nội. Ông mới vừa giảm nát một con cá mặt quỷ đó. Rồi. Thôi. Rồi đi. Xong rồi ha, qua rồi. Suối rồi ha. Nói chung là lên rừng xuống rồi. Ê, ổng qua suối cho tụi mình qua đời luôn ha. Lên rừng xuống rồi. À. Xuống biển cũng xuống rồi. Coi như xong tour. Ờ. Kết thúc tour được chưa? Ờ. Hai ông mệt chưa? Mệt. Nhưng mà vẫn còn đi tiếp được nha. Ông muốn là tôi với ông Thành sẵn sàng dắt ông đi à. Thôi, tôi nói nghe nè. Hai ông mệt rồi phải không? Mệt, mệt. Mệt thì về phòng nghỉ đi. Chúc mình phượt tiếp. Biết hả? Nói vậy là... Hồi nãy giờ tôi biết hả? Biết chứ. Tôi ở đây mấy chục năm rồi. Từng ngóc ngắt tôi rành hết. Ông Hầu. Ông biết nãy giờ tôi giỡn với ông. Tôi ghẹo ông. Mà thấy màu luôn à. Tại sao ông vẫn cho tôi làm? Thật chết. Cho tôi... nằm đây đi, gió mát rồi. Ông yếu lắm rồi. Ông bệnh nằm đây là chúng gió nó giật chết. Vô giường nằm có tôi nói không có sao mà. Ờ thôi dự rồi. Sao nè tay tôi nè. Ê mà nắm tay tôi ngang, đừng nghĩ sâu xa ngang. Thành ơi về đây nè, mệt quá ông già ơi. Làm sao trời tôi á. À. Có được với ông làm bạn tôi mãn nguyện lắm. Thôi ngủ đi ông nội ơi, nói nhảm hoài. Ông ho rồi đó, ông ngủ đi. Ông ngủ đi. Trời ơi. Vì chút nữa gọi tôi dậy nha. Rồi kêu dậy thì dậy. Nó hoài. Thành ơi. Không. Để cho ông nghỉ. Lại một lần nữa, đây là một cái kịch rất cũ, nhưng các em lại đem cái cũ
xong cái em làm thành cái mới, chấp nhận được, hợp lý. Ba ông già dễ thương, thằng Hồ diễn tốt ơi là tốt luôn. Lúc mà đi thi tôi đặt nặng La Thành lắm, tại kỹ thuật của em nó khủng khiếp lắm, chị yêu mến em luôn à. Nhưng mà càng đi về sau hai thằng kia nó lướt, thằng Hồ đi nhẹ. Không hẳn là lướt đâu chị Hương. Lướt, em lướt nghĩ không phải là lướt đâu. Lướt đó rồi. Chị nói vậy lần tới nó không mời hai đứa này nữa, đội trưởng. Anh nghĩ không phải là lướt đâu tụi Thành em. Thành bây giờ nó càng ngày nó diễn không bằng hai kia. Tại vì tại sao cái tiết mục hấp dẫn là ba nhân vật là ba màu sắc khác nhau, ba tính cách khác nhau. Nó đang xem nó hòa quyện vô với nhau. Ba em đều như nhau, xuất sắc như nhau và đã làm cho tiết mục này thật sự tuyệt vời. Tiếp lời anh Đại Nghĩa đó là vai La Thành đó là đóng vai một người mà là một người bạn mà rất là tánh rất là nóng. Phải không? Nhưng mà vì chiều thương cái ông Long Hồ này thành ra là La Thành làm rất là tròn cái vai của mình. Chứ không phải là La Thành để cho hai người kia lấn lướt. Còn Long Hồ, ngay khi em bước đi ra mấy bước thôi là anh nhìn, anh đã thấy em đã thể hiện được một cái người, một cái ông lão mà là bên ngoài, đúng không? Nhưng mà vẫn còn ham muốn là đi phượt. Anh đặc biệt anh chú ý em là cái gương mặt và ánh mắt em rất là tuyệt vời hôm nay. Chúc mừng ba em. Bây giờ sẽ là phần cho điểm từ phía giám khảo chúng ta. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương. 9 điểm được. Hoàn nghệ sĩ Chí Tài. Hoàn toàn quá. 10 điểm. Và số điểm của nghệ sĩ Đại Nghĩa sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 vị khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Và chúng ta cùng lắng nghe điểm số của khán giả dành cho đội Dí Dỏm các bạn là 9,6 điểm. Xin chúc mừng đội Dí Dỏm. Chúng ta gặp gỡ một đội chơi có những thành viên được đánh giá rất cao từ phía ban giám khảo và luôn luôn mang đến cho mọi người những tiếng cười thú vị. Và hôm nay họ cũng sẽ như thế trong chuyến đi phượt của mình. Chào đón đội Đồng Dao. Trên ghe cất lên ngàn lời ca vang, gió liêu mang dòng sông ngút ngàn, lục bình trôi tới lối quay, cá tung tăng quay mình bơi lội tùm lum, sáu nhanh tay chèo, ây da, đừng ngồi im chừng lọt xuống ghe, từ từ thôi con. Chuyển qua chèo dùm thái tao, để cho con nhào qua đó chèo. Mày tài lanh ở đây ai chèo? Đồ thứ dạy gái. Giống không? Thương con gái miền Tây Vĩnh Long. Long Vĩnh Long. Bao năm chuyên cần lao động. Lao động lao. Cùng nhau chúng ta đi phượt. Đi mà đi cứ đi. Cùng nhau chúng ta đi phượt. Vui là vui quá vui. Vui quá vui quá. Khoan. Dạ. Cô chèo tới đâu rồi Dương? Mày nhìn coi. Dạ mình đi tới. Tới đâu rồi anh? Mông sông nước. À tới rồi. Tới đâu? Tới cái bộ dừa nước. Vô duyên. Thôi bây giờ tôi có ý kiến vậy. Bây giờ không biết đường thì ngừng lại hỏi thăm, chứ không lẽ chèo hoài tới tối. Nhưng mà mình hỏi thăm ai bây giờ? Thì mày móc điện thoại ra gọi cho Đình Toàn hỏi thăm đường đi. Cái rồi. Gì cũng còn hết trơn hết trội à. Gọi trưởng là Đình Toàn coi. Gọi nè. Alo, anh Đình Toàn hả? Chỗ nãy đi làm sao anh? Dạ. Gì sao con? Nói sao? Con? Anh nói chỗ nãy đi thẳng ôm bùng binh, tới ngay tư đèn xanh đèn đỏ quẹo trái. Xong làm gì có đèn xanh đèn đỏ ta? Giữa xong làm gì có bùng binh? Ý, chắc anh chỉ lộn rồi. Mày gọi lại coi. Trời ơi, giật mình luôn á. Anh ơi, dưới sông không có bùng binh. Dạ, đúng rồi, dạ. Dạ. Sao con? Cảm ơn anh. Dạ. Sao con? Anh nói tự bơi đi. Bây giờ mày gọi Đình Toàn không biết đường, mày gọi điện cho Chí Tài hỏi đường đi con. Không, gọi cho Chí Tài ông chỉ đi lạc luôn vợ. Thôi,
Để con gọi cho anh Đại Nghĩa. À, trời ơi. Dạ. Sao? Máy hết pin rồi. Anh giờ sao? Còn ai điện thoại không? Con, để con. Nè, anh gọi ai đó? Với ai đó thì anh gọi cho người ta hỏi đường đi. Con thằng với chị Việt Hương lắm, để con gọi. Ừ. Sao nó không có sống? Đây, có một cục nè. Ê, sao mạnh? Sao mạnh dịnh như ba? Sống mạnh quá, nó cuốn đi luôn rồi. Cho trong giây phút này mình kiếm gì mình ăn uống gì được. Ăn uống gì? Thiệt tình luôn nha. Đúng á, đem gì ra ăn đi. Con đem theo đủ thứ, sữa rửa mặt dầu thơm, kem đánh răng với dầu. Có, guốc nữa nè, kem chống nắng nữa nha. Ê, mười mấy bộ đồ đủ không? Còn đồ ăn ở đâu? Đồ ăn đâu? Mày đói mày ăn cái gì vậy? Trời ơi, mỗi lần mà con đói đó là con lấy son phấn ra con chét trên cái mặt của con nè. Đẹp thiệt đẹp, con nhìn vô gương thỏa mãn no. Cái này à, sao kỳ cậu vậy? Con phân công hết trơn hết trọi rồi giờ sao lộn xì ngầu hết trơn trọi? Tại anh cha lại nè không gì đâu thôi tôi cha thôi đi đi gì đâu thôi tôi tao biểu là ông nghe theo lời tao chèo theo tao đi không chịu. Ê, chèo thẳng đi tới cái rặng dừa nước rồi cái tới đường cao tốc à. Thì tí tôi đi đường đó cho nó lẹ, ai ngờ không tới đường cao tốc mà bị lạc. Giờ giờ lộn xì ngầu vậy sao? Đó con nói rồi, cái này là tại sao hết trơn á. Sáu hà tiện, con nói sáu là mua tour đi phượt đi á, mà sáu không chịu. Người ta đó, người ta hướng dẫn cho mình đi nè, có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng nè, nó dẫn đi tham quan nè, rồi biết thêm kiến thức nữa, mà đâu không chịu đâu, đi phượt một mình bằng xuồng giờ lạc luôn. Mày tài lanh quá. Giờ tại sáu cho tại ai vậy? Trách nhiệm tao lo, tao đã cho ở nhà mỗi đứa nhiệm vụ hết trơn trọi rồi, giờ đổ thừa là sao? Giờ trách nhiệm này ai chịu? Giờ sao? Trăm dâu đổ đầu tầm đúng không hả? Ừ. Mấy người đoàn kết với nhau dữ lắm, đoàn kết lắm hả? Bây giờ cái gì mà nên á là công trạng của mấy người, mà hư là lỗi của tôi phải không? Được rồi, tài xế dừng xe. Khoan, đó xin nhanh lại tấp vô lề, xe đằng sau đụng chết. Cảm ơn mày. Bây giờ không có thuốc bét gì hết, mạnh nhà ai nó về mở cửa. Giải tán phải không? Giải tán rồi, đi. Giải tán. Mà nói về ơi, thiệt. Thôi nha. Giải tán đi. Tự bực mình ghê vậy hả? Ủa? Mình đi ghe mà. Trời ơi. Tôi không biết bơi. Ủa đây là đâu? Chỗ này là lạ quá vậy? Ở này lạ quá vậy? Kêu có ai cứu mình không? À, bà có ơi, ai cứu tôi không? Có ai cứu tôi không? Có ai cứu tôi không? Không. Vậy là mình đã lạc vô quan cồn rồi. Đó rồi. Cái trời mưa rồi. Mưa. Có mưa. Kiếp chỗ nó mưa đi tụi bay ơi. Kiếp chỗ nó mưa đi. Đâu đi. Đâu đi. Nhưng mà anh ở ngoài mà. Thôi. Không sao. Úp cái giò tao rồi. Không sao đâu. Đây nè. Anh đâu. Thôi, tụi nhỏ nó cười chết. Mà để lên đại đi cho tụi nó ngồi. Ngồi đi. Ngồi anh đâu. Để không. Anh không. Hả? Vô cái gì? Ai dạ. Dính kèo. Ủa? Có gì lo cho cuộc đời tôi đó nghe. Em Dương đâu rồi? Dương ơi. Dương ơi. Dương mà Dương ơi. Con đây nè. Con đây nè. Trời ơi. Lâu lắm rồi mới thấy được mái ấm gia đình. Tôi ấm áp quá. 10 ngày trôi qua. Trời ơi làm sao cho hồi đôi. Gió trăng có sẵn làm sao anh. Thảm bao ngày nơi đau quang, sức già hơi kiệt chân rung, biết có ai giải cứu bây giờ? Có cây quanh quanh ung tùm, chờ đợi hoài không ai tới.
Bệnh của ca nữa chừa hơi sức vỡ đi. Kim chỗ nằm chút ơi. Ê, có cái hòn, có cái hòn. Thấy có hòn đâu đâu. Đó, đã tôi nói tour du lịch của tụi tôi đi thấy hòn là có hòn. Thấy hòn đẹp ghê chưa? Thấy có hòn chưa? Thưa quý vị nhìn thấy không? Đó, hình tượng rất là đặc biệt. Đây là hòn ngũ vị. Hòn gì tính lạ vậy? Đó, năm người đó ngũ vị. Rồi lại chụp hình đi, đó đó. Bất bình quá đây rồi. Bất bình quá. Giờ tôi có chết cũng ráng mà nói nè. Ê, cái con ốm nhách dài thòn lại bước ra đây biểu. Bước ra cái gì? Hồi nãy thấy chết rồi sao sống lại lẹ vậy? Chết cái gì? Bà làm cho công ty du lịch nào? À, công ty... Công ty du lịch nào? Chưa đặt tên. Trời ơi! Mới thành lập lẹ quá, chưa đặt tên. Công ty ma phải không? Con ma kia. Ma gì đâu. Tại sao mình làm công ty nào mình cũng không biết mình là công ty nào? Công ty du lịch, hướng dẫn viên du lịch phải có tâm một chút. Ta vô đây á, ta chỉ dạy cho mọi người này, ta quảng cáo gì cho nó đúng. Tôi á, lạc vô trong cái quan còn này nè. Đói mèo râu mười mấy ngày hôm nay xanh mặt. Mà vô tượng này thần kia là sao? Hả? Trời ơi, chuyện làm ăn mà anh thông cảm đi, đâu có biết. Tôi thấy ba người ngồi quấn bít tùm lum, tôi tưởng tượng đá. Tôi đâu có biết người ta thiệt. Tưởng tượng cao siêu quá vậy. Ê, để dành hơi đi mày. Ở đâu mà lạc lìa lạc lội hết trơn vậy nè. Nè. Ê mày, thím sao thím đi vô đây Cái đây là cái con. Dạ. Tụi tao đi lạc trong đây đói gần chết đây nè. Hả? Trời ơi. Cho tụi tao ăn rồi đưa mày, tao leo lên trên cột. Leo lên trên cột. Leo lên cột. Leo lên. Tụi bay. Xuống ghe. Tụi con xuống ghe luôn tụi con. Nè tụi con đó nghe. Mai mốt mà đi du lịch ra phải tìm hiểu cái công ty nào có uy tín nha không? Bây giờ không đưa tôi về tôi chết tại chỗ bây giờ. Leo lên. Đêm nay thì đúng là lỏng lẻo. Tuy nhiên tất cả mọi người cũng đã cố gắng rất nhiều. Cái tiểu phẩm này là đi phượt mà lựa nước là đúng. Thì tất cả đều bơi. Làm gì làm miễn là bơi tới bờ được rồi. Thì lần sau thì mình phải nghiên cứu kỹ cái chi tiết của cái kịch bản cho nó chắc chút xíu. Tự diễn viên 5 người không có tin được cái sự việc này nó xảy ra. Nhưng từ cái cá nhân kỹ thuật biểu diễn của mọi người có, cho nên mọi người cứ ổn định mà bơi tới bờ. Chỉ có điều là kịch bản nó chưa có rõ nét, nó chưa làm cho lòng tin thôi. Có hậu quả đi phượt mà không nghiên cứu đó, lại nó nằm bên chỗ của khách mời, đó là chị Kiều. Tại có chỉ ra thì mới cứu được cái nhóm này. Giả như mà không có nhân vật này thì 5 người này sẽ thành ngũ vị chằn hu ở chỗ đó luôn, không có ai cứu. Đừng có làm vậy. Tại sao không cho Lê Khâm là cái người cứu? Nó bơi về rồi nó nhoi trời đó, hối hận sau bao nhiêu ngày nó mướn chiếc ghe chở ra cứu đám này. Khi đầu tiên tiết mục mở màn ra thì Nghĩa rất là thích, bởi vì mình thấy đi phượt mà lạ ha, đi phượt trên sông trên ghe, rồi tất cả mọi người hát ca với nhau như là những lời đối đáp trên thuyền á, rất là dễ thương. Cái điều mà ở đây mọi người thấy thiếu sự hấp dẫn đó là bởi vì thiếu chi tiết, thiếu tình huống. Ở trên cái đảo này mọi người đang chờ xem là 5 con người này sẽ làm cái gì với nhau để tồn tại trên cái cồn này, gặp khỉ, gặp dượng, gặp voi, gặp thú để tạo cái sự hấp dẫn và nó có trò để cho mình diễn. Xin cảm ơn nghệ sĩ Đại Nghĩa. Và bây giờ đến phần tra điểm của giám khảo dành cho đội đồng dao ngày hôm nay. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương. 8,5 điểm. Xin mời nghệ sĩ Chí Tài. 9 điểm từ nghệ sĩ Chí Tài. Số điểm của nghệ sĩ Đại Nghĩa sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 vị khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Số điểm mà đội đồng dao có được trong đêm nay là 8,9 điểm, sẽ được chúc mừng đội đồng dao. Vẫn là những câu chuyện và với tình huống đi phượt, một đội chơi nữa sẽ cùng đến với chúng ta và xem chuyến đi phượt của họ có gì thú vị quý vị nhé. Hãy chào đón đội VTTM. Trông ơi, trông bò tải vừa ra, vừa mỏi lắm rồi. Từ khi mà chiếc xe bị tai nạn đấy chứ, xe hư 30 phút rồi mà chồng cứ dắt vừa đi phăng phăng trong rừng á. Vừa mỏi chân lắm, bây giờ đi hướng nào đi? Có cái gì mà cứ câu nhau mãi như rửa. Cái gì là cũng phải tin tưởng nhau ấy mới nè.
Ông tin tưởng nhau thì đi thì mỗi đứa một nơi đấy mày nè. Hướng trong lá bàn và trong điện thoại mày nè. Nhưng mà lá bàn có bốn hướng. Bây giờ đi hướng nào nè? Đang đi về hướng N nè. Nè, đúng hướng N. Rồi con hướng E. Hướng E là hướng E ngài, không nên đi. Hiểu chưa? Hướng S là hướng xấu, không nên đi. Rồi con W. W là đi vệ sinh. Đi về hướng này là hướng N. Hướng này, N, này, này. Đi về hướng N. Ê, không có chí đâu. Không có chí phải sợ cả. Trong, bây giờ trong sử dụng điện thoại trong lá bàn. Hai vợ chồng mình chưa đi ra khỏi khu rừng. Điện thoại hết pin thì làm đắng. Ồ mà cha ơi, cái mồm thơm quá. Mới nói xong điện thoại hết pin ngay rồi. Ồ mà cha ơi. Trời tối âm u. Mà không có lá bàn mất phương hướng rồi, vợ sợ. Chồng ơi vợ sợ. Không có chi phải sợ cả. Anh là chồng của em, cho nên là anh lúc nào cũng ở bên em. Chồng kiếm nước cho vợ uống đi. Có ai bán nước không? Có ai khát nước không? À, hai người cần cái gì? Cho chú cho cháu một chai nước suối. Một chai nước suối bao nhiêu tiền? 50. Năm chục. Mà rắn mà mặc nữa. Trong cái rừng này chỉ có một mình tôi bán, có quyền phá giá. À, cho cháu một chai nữa. À, chú ơi, cháu muốn nước chứ, chú đưa cháu cái tờ giấy chứ, cái nơi đi. Cậu uống cái gì? Cháu muốn uống nước suối. Trong đó chỉ hướng ra suối, nước suối. Chú ơi, cháu hỏi là chú biết đường ra cái bờ suối đó lấy suối, nước suối. Rửa thì chú có biết cái con đường nào mà thoát ra khỏi cái khu rừng này không chú? Tôi không biết đường thoát ra khỏi khu rừng này. Nhưng tôi có một thông tin có thể giúp ích cho cô cậu. Thông tin gì hả chú? Trong khu rừng này có một tên sát nhân. Có một tên sát nhân hả chú? Đúng. Nó giết nhiều người rồi hả chú? Rất nhiều người. Ai khát nước không? Hả anh chị kia? Anh là ai? Tôi là sát nhân. Sát nhân mày? Sát nhân mày? Ôi da mày! Mày cái gì vậy? Anh là ai? Tôi là sát nhân. Mày sát nhân? Cái gì vậy? Anh là ai? Tôi là sát. Thôi. Tôi hỏi sát tên nhân, người ta gọi tôi là sát nhân. Sao? Giờ muốn giúp cái gì? Anh chị muốn tôi giúp cái gì? Tôi muốn anh chị cho tôi đường ra thoát khỏi cái khu rừng này. À bị lạc đúng không? Dạ đúng rồi. Đói không? Đói. Ăn cơm nha. À không ăn cơm đâu. Ăn cơm đi. Không, có cơm này cơm cũng người chết mà anh cơ chứ. Có cơm cũng người chết mà. Không đói, chỉ khát nước thôi. Ai đói bụng không? Ai đói bụng không? Vợ ơi, rắn mà ăn cơm người chết nữa. Rắn mà ăn cơm người chết nữa. Mình đâu phải giống người ta đâu. Cơm đó cơm. Mình chưa chết mà mình ăn cơm người ấm. Mình đang rắn rồi chưa? Anh chị đã chết rồi. Mày đùa, mày không vui tí nào. Đang mà tao chết. Anh chị không nhớ gì sao? Một năm trước đây, hai vợ chồng anh chị đi phượt ở khu rừng này, gặp tai nạn và chết. Ngày nào tôi cũng phải cúng cơm cho hai anh chị. Ngày nào cũng cơm hai anh chị. Rồi thì ông kia là ai? Đang mà ông ấy cũng ăn cơm của người ấm. Đáng nữa. Ông ta cũng chết rồi. Chú ơi, ra mà chú chết. Cho chú. Tao ra bờ suối. Chú, vậy là chú chết đuổi bên bờ suối à chú? Người ta cũng chết rồi. Tôi đã nói, hai cô cậu phải cẩn thận khi đi qua khu rừng này. Ai khát nước không? Ai khát nước không? Không, chúng tôi chưa chết. Chúng tôi vẫn ở bên nhau. Tại sao vậy? Tất cả những người khác đều siêu thoát. Tại sao anh chị không chịu siêu thoát đi?
Chúng tôi yêu thương nhau lắm, tưởng chừng như là không có chi có thể xa cách hai chúng tôi được. Nếu như mà không có cái vụ tai nạn đó thì chúng tôi đã ở bên nhau hạnh phúc rồi. Anh nghĩ đi, nếu bây giờ mà chúng tôi siêu thoát đi qua kiếp sau, chúng tôi có được gặp được nhau không? Có được ở bên nhau hay không? Tại sao chúng tôi phải siêu thoát? Vợ, anh yêu em. Chồng ơi, vợ yêu chồng nhiều lắm. Bây giờ chồng sẽ đưa vợ đi vượt khắp thế gian. Đi, hai chúng ta đi vượt thôi. Tứ kịch rất là tốt, nhưng mà nếu là năm người khác thì tôi nghĩ sẽ hay hơn. Lại một lần nữa Nghị, nếu tiếp tục đồng hành cùng với nhóm và Phúc, của em cố lên. Có nghĩa là Phúc thì tròn vai, Nghị thì kéo hết cả đám. Tứ hay, ba bạn còn lại còn yếu, cố gắng lên. Cảm ơn các bạn. Xin được mời nghệ sĩ Chí Tài. Cái bạn bát nước ra làm cho nó bị trì, cái đó quan trọng lắm. Tại em là cái hồn ma, thì em phải làm sao cho nó đủ sức mà là bí ẩn nguyền bí đó. Tứ thì hay đó, nhưng mà chậm. Nếu mà đã rùng rợn thì phải rùng rợn, mà nó hài thì phải hài. Cái tứ kịch bản như Trương nói đó, nó có nhiều đất để cho mình làm và gây bất ngờ nơi khán giả, nhưng mà hơi tiếc một chút là mình làm chưa có ra. Rồi cái nhân vật của Phúc, anh cũng không biết em là người hay là ma. Nếu như là người em đi cúng cơm đúng không, thì làm sao em nói chuyện được với những cái nhân vật này, nó cũng không có rõ lắm. Còn nếu như không á, em phải xây dựng nhân vật của Phúc lại là một cái nhân vật gì đó nó hơi ma quái, nó hơi tâm linh một chút, thì người ta mới có thể tin được rằng là cái nhân vật này, cái nhân vật mà sống trong khu rừng này hàng ngày là cúng cơm cho những hồn ma và có khả năng nói chuyện được với hồn ma. Cảm ơn các em. Xin được cảm ơn quý vị giám khảo của chúng ta. Và bây giờ sẽ là điểm số của giám khảo dành cho VTTM trong ngày hôm nay. 9 điểm từ giám khảo Việt Hương. Nghệ sĩ Chí Tài, số điểm dành các bạn 9,5 điểm. Số điểm của nghệ sĩ Đại Nghĩa sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Điểm số của VTTM từ phía 100 vị khán giả đêm nay là 9,2 điểm. Xin được chúc mừng các bạn. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón sự trở lại của 5 đội chơi trong đêm nay. Và bây giờ thì Đình Toàn đã có kết quả từ phía ban giám khảo về số điểm cũng như vị trí của các đội trong đêm nay. Chúng tôi muốn nhấn mạnh ở ngay trong đêm nay thôi, bởi vì đêm nay chúng ta còn một phần quan trọng, đó là tổng kết điểm của cả vòng 2 gồm 2 đêm thứ 6 và thứ 7 các bạn nhé. Có số điểm từ giám khảo khách mời nghệ sĩ Đại Nghĩa là 9 điểm, tổng điểm là 35,4 điểm, giữ vị trí thứ 5, đó chính là Đồng Dao. Số điểm từ giám khảo khách mời là 9 điểm, tổng cộng điểm là 36,7 điểm, ở vị trí thứ 4, đó chính là VTTM. Ở vị trí thứ 3, với điểm từ giám khảo khách mời là 9,5 điểm, tổng điểm là 37,4 điểm. Chúc mừng Hồn Nhiên. Giữ vị trí thứ 2, có điểm từ giám khảo khách mời là 9,5 điểm và tổng điểm là 37,8 điểm. Tỷ Muội, chúc mừng các bạn. Vậy là cao điểm nhất đêm nay với số điểm từ giám khảo khách mời là 10 điểm và tổng điểm là 39,1 điểm đang ở vị trí đầu tiên của đêm nay. Xin được chúc mừng nhóm Dí Dỏm. Các đội chơi thân mến, và chúng ta vẫn nhớ chúng tôi thông báo là đội có tổng số điểm cao nhất ở vòng 2 này sẽ nhận được 100 triệu từ chương trình của chúng tôi. Và nếu như đội nào có tổng điểm thấp nhất của vòng 2 thì các bạn sẽ tạm chia tay cùng với chương trình. Và chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau ở vòng lội ngược dòng. Bước lên phía trước một bước, nhóm Đồng Dao. VTTM
chúc mừng ba đội không bước lên, các bạn là ba đội an toàn. Và một trong hai đội phải tạm chia tay với chúng tôi trong đêm nay. Nhóm Đồng Dao, các anh chị được ở lại VTVM. Tạm biệt các bạn. VTVM, các bạn đang có tổng số điểm của cả hai đêm là 74,6 điểm, xếp ở vị trí thứ 5. Và các bạn sẽ tạm chia tay cùng với chúng tôi trong đêm nay ở vòng 2 của Làng Hài Mở Hội. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ở vị trí thứ 3, các bạn đang có 75,8 điểm. Tỷ Muội, chúc mừng các bạn. Ở vị trí thứ 2, các bạn có 75,9 điểm. Hồn Nhiên, các bạn giữ ở vị trí thứ 2. Và chúng tôi xin được chúc mừng có số điểm cao nhất trong tổng số 2 đêm nay, đó chính là nhóm Dí Dỏm, 78,3 điểm. Các bạn nhận giải nhất của tuần này với giải thưởng 100 triệu đồng. Chúng tôi xin mời nghệ sĩ Chí Tài, xin mời nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ Đại Nghĩa cùng lên trao giải nhất tuần 100 triệu đồng dành cho đội Dí Dỏm. Và Dí Dỏm, các bạn cũng sẽ kích 50% số tiền thưởng của đội mình, sẽ cùng xây dựng 106 căn nhà tình thương cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của chương trình. Bà thấy ông người bà khỏe không? Khỏe, tôi nói tôi khỏe, ông cứ kèo kè tôi hoài là như tôi ốm yếu lắm vậy. Tôi lo cho bà đó mà. Khỏe lắm rồi, hôm qua nay là coi như mấy bữa nay là tôi thấy tôi khỏe. Vậy tôi vui nữa. Vui hả? Trời ông ơi, là nghe tin mình trúng vé số á, cái bà con tao ôm kéo tới, trời ơi. Không mà vậy nè, thôi không mấy giờ, bây giờ từ bữa giờ mình nhận nhiều bà con lắm rồi. Thôi bữa nay mình kết sổ đi. Hết tiền rồi. Hết tiền gì? Ông chúng độc đắc mấy tờ mà từ qua giờ đưa đâu có nhiêu đâu. Còn tiền. Tất cả chú ý, bao dây khu vực, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Yes sir. Thôi. Cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy ông ơi? Tất cả chú ý, kiểm tra xung quanh xem có bắn tỉa hay không, có mìn hay không. Yes sir. Kiểm tra mìn, mìn là sao? Trong người ta đâu có mìn. Báo cáo chị hai, ở đây không có mũi. Mày điên hả? Mày điên hả? Đưa cái vợt bắt mũi sao dò mìn? Hai đứa mà không hợp nhau sao? Báo cáo thương chủ, ở đây tuyệt đối an toàn. Ủa nhưng mà con là ai rồi mấy người này vô làm rần rần bảo nhà gì hết? Làm gì vậy? Trời ơi, con tới đây là để bảo vệ cho hai ông bà. Hai ông bà không biết gì sao? Không, năm châu bốn bể ai ai cũng biết hai ông bà vừa trúng 5 tờ vé số độc đắc. Có tiếng văn, bảo vệ thân chủ. Bảo vệ thân chủ, chạy lên, bảo vệ thân chủ. Bảo vệ mà chịu tao. Hai tao dây chính là bắn tao rồi, ai diễn? Tất cả chú ý, chuyển hướng. Dạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, bắn tôi gọi chấm mấy bà. Ê, mày bắn ba người dưới là hồi nữa không điểm không luôn đó. Chứ giờ bắn ai? Bắn ngăn bấm ọt đó. Táo ương đó. Thì ra tất cả là cái thằng bấm ọt này hả? Hey. Mày mướn người hay quá. Dạ. Nó cầm súng nó mạnh lắm nha. Nó chạy cái lòi ra một con bê đê. Ê ông ơi, súng đồ chơi. Dạ dạ. Từ nãy giờ con nói vòng vòng, bây giờ bà không biết con là ai. Ai vậy? Con đã nói rồi, con tới đây bảo vệ cho ông bà. Bởi vì chúng ta là bà con xa với nhau. Bà con xa là sao, giải thích coi. Mời ông bà lên đây, con sẽ minh chứng cho ông bà. Đây, mời ông bà lên đây. Trời ơi, cái cây. Đây, cái cây này là minh họa cho cái gia phả của ông bà. Đây, cái thân cây này là minh chứng cho ông có tổ và bà có tổ của hai ông bà. Đây, cái nhánh này nè là ông bà nội nè. Nhánh này là ông bà ngoại nè. Những cái nhánh xung quanh là gì 6, gì 7, gì 5, gì 4, gì 3 là cô chú họ hàng của ông bà. Rồi vậy ông bà nằm đâu trong cái cây này? Ông bà là cái khung sắt này nè.
Ủa rồi cuối cùng con bà con xa là con nằm ở đâu? Con là cái cây bên kia kìa. Được vậy cũng dính họ hàng xa nữa hả? Thì là bà con xa con phải nằm xa chứ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta là bà con gần với nhau. Ủa sao gần nữa không hiểu? Con kêu bà bằng gì? Bà. Bà kêu con bằng gì? Con. Bà con. Lặn lội từ Cà Mau lên đây đó để con bảo vệ cho hai ông bà. Từ nãy giờ hai ông bà đã trải qua nhiều cảm giác hồi hộp, cũng có vui vẻ cũng có, đúng không? Dạ, bây giờ cho con tiền con làm vốn đi. Ông mệt thiệt, vô nó nhận bà con cái này chắc sạc nghiệp chứ. Thôi đâu cho đây nè, cầm đi về làm vốn mở con cái... Cảm ơn ông. Dạ mày điên quá. Wow. Mướn 5 đứa vũ đoàn vì chi là 5 triệu đưa có 1,5 triệu. Bây giờ nhận là phải hỏi rõ ràng chứ, người ta vô ta lợi dụng mình không thôi à. Phải nhận bà con nó mới rồi, vui. Vô ngồi đi đi. Có phải cái nhà này không con? Để mà vô nói chuyện với người ta cho đàng hoàng coi. Phải con gái má đẻ đâu làm gì làm vậy được. Ra đón bà con. Tôi đây á, tôi muốn làm rõ một chuyện. Thằng quỷ này nè, nó là quỷ yêu rau xanh. Nó nghĩ sao con gái tôi mới 19-20 tuổi thôi, nó làm nhỏ có bầu trình hình luôn là sao? Bà bớt khoan quản hốt quản. 75 tuổi khả năng đâu còn. Con gái chị á, là bây giờ có bầu bao nhiêu tháng rồi? Được bao nhiêu 4 tháng rưỡi rồi chị. 4 tháng rưỡi? Đúng rồi chị. Bà chị ở đâu? Tôi ở Thủ Đức. Tôi nhớ rồi. Cái gì? Cách đây đúng 4 tháng rưỡi. Ừ. Tôi với ông có đi phượt ở Cà Mau. Rồi sau đó ông xin tôi 5 phút, ông đi giải quyết công chuyện riêng của ông. Rồi trong vòng 5 phút đó, ông từ Cà Mau, ông nhào ra Hà Nội, ông lộ xuống Hải Phòng, ông vòng qua Phú Yên, rồi ông tiến về Đồng Nai, sau đó ông ba về Thủ Đức, rồi ông dứt con ta có bầu, đúng không? Mà có điên không? Làm sao từ Cà Mau mà tôi về Thủ Đức tôi dứt có bầu được? Sao không được? Sao được? Ông bắn Bluetooth. Con gái bà đâu mà đưa vô đây coi. Con gái tôi, à quên nữa. Út Mén, Út Mén, vô đi con. Phật làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông phương đường. Mẹ ơi. Hey. Cạnh nhà neo đơn. Ông thấy không? Ông hãy nhìn kỹ người đàn bà với gương mặt đàn ông này đi. Trời, tôi không ngờ. Tôi không ngờ ông lại làm cho con người ta có thai. Ủa sao bữa nay bà Thoại vô dây giống ngũ sắc vậy? Nhiều kiếm mà. Em không cần gì hết. Em chỉ cần anh chị cho em một số vốn. Em sẽ cùng con em đi trốn. Đúng nghi rồi. Ba. 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 Ủa tôi có một con già hơn tôi luôn hả? Con là con ba mà ba quên rồi hả ba? Đã lâu rồi con mới được áp mặt vô lồng ngực của ba. Lồng ngực của ba thật là ấm áp. Ma. Ma. Cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Áp mặt vô ngực ma. Ôi thời gian thật là tàn nhẫn. Con là con trai của ba mà. Con ba nhớ đi, hồi nhỏ 3 tuổi con ra khỏi nhà đó ba. Con lăn lộn với giang hồ, ba nhớ đi ba. Bây giờ con nghe là ba má trúng vé số. Con về đây con bảo vệ ba má. Con biết là sẽ có người vô đây để mà lừa gạt ba má. Nghe, nhưng mà nghe tôi nói ông, nè. Ông, nghe tôi nói nè. Thôi kệ đi, ổng là cái gì cũng được. Có miễn giải quyết được hai người kia cho mình là được rồi. Ba má đẻ con. Thôi. Hai ông bà này là ba má tôi. Cho nên là bà mà đụng vô ba má tôi là bà đụng tới tôi. Bà hiểu chưa? Bà dám đụng vô tôi không? Nè. Gì vậy? Này, ba đỡ con dậy em. Đứng lên coi. Bà... Trời ơi, cái gì mà... Con bị gai cột xong. Ba má yên tâm, hôm nay con không tới một mình. Con tới với 500 anh em giang hồ là viện dưỡng lão đang đứng ở ngoài kia. Tụi kia không về là con tự tử ngay tại đây.
tụi mày có về hay không? Mày ba, ông nói ông làm cái gì vậy? Tôi lỡ tay nghe. Lỡ cái gì? Có sao không con? Sao không? À, alo bệnh viện hả? À, mổ được thừa bao nhiêu tiền? Anh 50 triệu, ba má cho con 50 triệu đi. Trời ơi, ba, ra cũng vậy. Ba đâm con. Ba con dao giả. Ủa dao đạo cụ hả? Tôi điên thiệt á. Vô làm trò điên trò khùng không mà. Tôi không có tiền. Bây giờ tùm lum tùm la rối quá à. Bây giờ ông lấy tiền ông đưa người ta đi. Mình còn tiền nhiều lắm. Mình trúng tới 5 tờ lận mà. Tôi hết tiền rồi. Sao hết tiền? Bữa giờ tôi đưa tiền cho người ta là toàn là tiền dành dụm của vợ chồng mình không đó. Cái gì? Ông nói gì tôi không hiểu gì hết trơn trọi vậy. Tiền dành dụm gì? Tiền đó là... Tiền dành dụm của hai vợ chồng mình tôi đưa cho người ta hết rồi. Cái tiền dành dụm của hai vợ chồng mình. Ông nói là ông lấy là ông chữa bệnh cho tôi đúng không? Nhưng mà tôi không muốn. Căn bệnh của tôi bây giờ tôi nói thiệt với ông là bây giờ nếu có chữa thì cũng kéo dài thêm 2-3 tháng nữa thôi. Tôi muốn cái tiền đó là tôi đi để cho ông dưỡng già. Thì tại sao tiền ông đưa cho người ta rồi ông nói là ông trúng vé số là sao tôi không hiểu. Ông lỏng cẩm rồi hả? Ông nói tôi là hôm nay bận đồ đẹp đi, giày dép trang điểm, tóc tai. Thật sự à, tôi không có lẩm cẩm đâu. Bà nghĩ đi, bà không chịu trị bệnh, bà để dành số tiền đó cho tôi dưỡng già, bà làm vậy tôi vui không? Hai vợ chồng mình từ nhỏ ở trong viện mồ côi, gặp nhau lớn lên cưới nhau, không có được một người bà con thân thích. Tôi thấy bà sắp chết, tôi mới giả bộ trúng số. Tôi nói ai tới thì tôi cho tiền. Mọi người kéo tới. Tôi biết chính những người này đến đây không phải là vì họ thương mình, họ chỉ vì tiền thôi. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn là cuối đời bà chết, bà cũng có được họ hàng, cũng có được người thân. Chỉ cần bà vui là tôi làm. Mẹ, mẹ thấy chưa? Mẹ coi hoàn cảnh của người ta kìa. Mẹ bắt con làm khùng làm điên, giả gái làm điên làm khùng lên vô nhà người ta đòi tiền. Hai bác. Cái gì? Con xin lỗi hai bác. Con thay mặt mẹ con xin lỗi hai bác. Hôm ấy hai bác cứ coi con như là con cháu trong nhà nha hai bác. Ba đỡ con dậy. Trời ơi, sao con chưa ra dai nữa? Ba. Cái gì con? Con không cần mổ được thừa nữa. Bây giờ con hứa với ba luôn, khi nào mà má mất mà con sẽ là người mà đứng ra để mà hương khói. Thương lắm. Dạ. Tao mày chưa biết ai đi trước ai đâu. Anh chị sẵn coi em là đứa em gái trong gia đình luôn nha. Thôi bây giờ vậy. Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm. Thương quá, bây giờ có người thân rồi. Bây giờ mình đâu có cô độc, mình có họ hàng rồi đúng không? Bà phải sống khỏe, tinh thần bà phải lạc quan. Dù cho có bệnh, bà vẫn phải sống với tôi nghe chưa? Tôi hứa. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật nóng. Hứa với anh một câu sẽ đi chọn tới cuối cùng. Đây là một cái tiểu phẩm mà tôi rất là thích. Và tất cả những diễn viên ở trong tiểu phẩm này đều làm hoàn hảo cái vai trò của mình. Hôm nay không có người nào dư thừa một câu cứu nào hết trơn. Chỉ có dư chút là bé này cười thôi. Còn không ai dư gì hết. Đều mà hay mà răng rắc đâu vô đó. Chịu quá, hôm nay tụi em không có còn gì để nói. Chỉ có lợn cợn khúc gắn lại với nhau. Em phải dứt người ta. Thôi bà đừng nói nữa. Mình có chúng độc đắc đâu, lắng xuống. Hiểu không? Yeah. Xong nhả lại cái kia. Theo cảm nhận của Lý Hải thì cái tiểu phẩm này phải nói là rất tuyệt vời. Các bạn làm bất ngờ liên tục. Các bạn nghĩ ra những cái chiêu thức mà để đi vòi tiền hai vợ chồng này rất là có duyên. Rồi tiếp tục nữa là đứa con nữa là vô là cũng như là không khí của nó càng tăng lên nữa. Bản ID của các bạn quá tốt cho nên buộc lòng vẫn là điểm số từ chị Việt Hương sẽ là 10 điểm. Và số điểm từ nghệ sĩ Chí Tài sẽ là 10 điểm.
Số điểm từ ca sĩ Lý Hải sẽ được giữ lại cho đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Và khán giả tại trường quay của chúng tôi quyết định dành cho Đom Đóm số điểm là 9,7 điểm. Xin chúc mừng đội Đom Đóm. Kính thưa các ông bà, chúng con chân thành cảm ơn các ông bà đã đến tương lai để sửa sai cho nền nghệ thuật của tập đoàn Bảy Bọt chúng con. Bây giờ, chúng con xin phép được đưa ông bà trở về với thời hiện tại. Chúc ông bà lên đường vui vẻ và an toàn. Mà cái đồ này khó đi muốn chết luôn. Nói nghe nè, mấy ngày nay mình kiếm hoài không gặp gì ba. Bây giờ chị đói. Chị đói hả? Ừ. Kệ chị đi. Mấy ngày nay hai chị em mình có thằng nào ăn cái gì đâu. Trời ơi. Sao rồi? Kiếm được gì ba không? Ba không? Dạ chưa. Rồi hai người sao? Chưa có kiếm được gì ba. Ê, mấy người kìa. Không sao đâu, cái ông đó không bị mù, ngày nào ông cũng ngồi đó hết trơn á. Ủa vậy hả? Ừ. Nói nghe nè, kiếm không có gì ba, nhưng mà anh đã tìm ra cái điều khiển rồi. Hả? Vậy chưa được. Sao vậy? Không có tìm được gì ba sao về được? Mình phải tìm cho được gì ba mới được chứ, đâu có thể bỏ gì ba được. Cũng tại hai người á. Sao? Từ tương lai đi về hiện tại thì để cho con máy thời gian nó chạy từ từ. Đã đi lố rồi mà hai người còn giành giật làm rớt cái điều khiển rồi rớt cả đám xuống đây nè. Khoan, trời, bữa nay làm gì ăn mặc kỳ cục vậy? Thật ra đó, hai anh muốn vô hoàng cung để nhờ quyền lực quốc vương giúp tìm dì ba. Nhưng mà ngặt nổi á, trong hoàng cung bây giờ chỉ tuyển toàn là thái giám với cung nữ không hà. Mà làm thái giám á thì một đi không có trở lại. Vào hoàng cung à, chuyện nhỏ. Anh ơi, anh có cách hả anh? Với vẻ đẹp của hai em thì anh đưa vào hoàng cung có gì đâu khó. Ủa, mù mà cũng biết nữa hả? Ủa mù hả? Ai nói tôi mù? Đeo mắt kiến đó. Ủa, bộ quy định đeo kiến là phải mù hả? Hai em về đợi của anh đi, anh sẽ làm cho hai em tỏa sáng. Em hả? Ừ. Nhưng mà em chỉ muốn vào cung thôi. Anh có cách cho em vào cung hả? Có. Đi không? Dạ đi. Vậy thì lên đường. Mày nào đây, làm thân quen với các ngươi. Các ngươi vào tìm ai? À, các ngươi đói à? Quân hầu. Dạ. Hãy dọn cho bọn chúng một trái cà thiêu và một tô cơm hả? Bố Dương Lệ. Dương Lệ ơi, năm xưa năm xưa ta như mi còn là huynh là đệ. Hạt cơm ta mi ăn, bát nước ta mi uống, tiết đông sang ta lo mi lạnh cháo hồ cô mặc hoài lúa gấm để cho mi yên tâm theo bề học dẫn ta tặng cho mi riêng một thơ phòng. Tao là nữ hoàng mà tự nhiên ca Dương Lễ ở đây làm sao? Để quân sĩ, dạ. Lui hết ra đi. Bốn gã tội đồ này để nó cho ta xử lý. Quỳ xuống. Quỳ. Trưởng bày gà ha. Ủa, dì ba đúng rồi con nè. Dân không? Nín mày. Hả? Cút qua chưa ca giọng cổ mà gà dám gái hả con? Anh Sáu nhớ chưa? Quân sĩ. Dạ. Canh gã này cho cẩn thận. Kể từ giờ cho đến cuối đời chỉ cho gái chứ không cho hát. Nát. Mày gái tiếng nữa tao nhổ lông mày liền đó. Anh Long. Chung vô Diệm. Dạ. Tập 3.
Chung Như Diệm chỉ 6 hồi, mới hồi 1 không cho mượn tiền ngã ra chết thôi cưng ha. Em với chị ha, chị nhớ kỹ lắm. Quân. Dạ. Đem cô này đi sửa toàn diện cho ta. Cảm ơn chị ba, cảm ơn chị ba. Lấy hình mẫu Chung Vô Diệm sửa y chang vậy cho nó. Một cây nó có giá trị hơn 5 chỉ. Hình quá, lúc trước tôi không có làm gì bá trơn. Đứa nào thắt cổ phi dao? Em rồi hát má phi dao quê thắt cổ bà bầu phải không? Đúng rồi, dai nói sao hợp. Đúng rồi. Quân, đem con nhỏ này bỏ tù treo. Tù treo còn đỡ. Bỏ vô tù rồi treo nó lên vách. Dạ em kép tránh bình thường của chị ba nè chị ba. Chị giữ của em một cây vàng đúng không em? Dạ đúng rồi, em đưa chị đúng một cây luôn á. Có một cây vàng thôi mà mày xúi tụi nó tổ chức cái sinh nhật tao như cái đó ba. Mày tưởng tao ngon hả? Mày tao đầu dây mất nợ là mày hả? Cái tội của mày đó không thể nào mà xử bình thường như mấy đứa này được. Xử sao? Thái giám quan đưa nó về đội cho chị. Ba ca giọng cổ cho nghe nha. Gì ba? Gì ba? Ủa, gì ba không có quên tụi con phải không? Tụi bay có thịnh tro tao không nhìn ra tụi bay. Tự nhiên bốn đứa con rớt xuống đây lang thang ở ngoài đường, nhịn đói gần chết còn gì ba được làm nữ hoàng là sao? Cái hôm mà tụi mình từ tương lai trở về, về hiện tại, đúng không? Đúng rồi. Đi lố qua cái tụi bay giành giật cái điều khiển đi rớt cái máy xuống xứ này cái âm, gì ba mới phát hiện ra cái xứ này là Dương Quốc Sa Nham. Sa Nham là gì? Là sàm với nhảm. Hiểu không? Đó, ở đây nó có cái gì nè. Ông vua ở nước này á, ổng bị á khẩu mấy năm rồi. Ổng không có nói chuyện được, mới ra cái quy định ai làm cho ổng nói chuyện được sẽ truyền ngôi. Hôm bữa đó tao rớt chung với tụi bay xuống cái gió bạc, tao qua rớt vô cung điện ổng một cái phạm. Ngay cái giường ổng, ổng thấy tao ổng bật dậy ổng nói một chữ liền. Tao nói cái gì? Quỷ. Cái điều khiển tụi con kiếm được rồi. Kiếm được rồi. Nhưng mà con thấy dì ba hiện giờ làm nữ hoàng coi như là cũng là hạnh phúc, cũng yên phận dì ba rồi. Thôi bây giờ dì ba ở lại, tụi con về nha. Bậy, tào lao. Mày không cho tao làm nữ hoàng thì không sao, chứ ở đây không có hát cải lương, mày không cho tao hát cải lương tao chết liền á. Vậy hả? Không, ừ, vậy, vậy thôi. Dạ muôn tâu nữ hoàng, đã đến giờ đăng đàn hành lễ. Ê, đăng đàn rồi. Đăng đàn rồi sao? Thôi về đi, về đi. Nữ hoàng thiệt đó con. Nữ hoàng ngon lành lắm á. Không có bị đứa nào chửi tao muốn ca ca cả cung điện nó lật lè lật lội mà nó không dám nói tiếng nào hết á. Mấy giờ về nè, xuống lộn lại mấy cái gì ba ở đây làm nữ hoàng chơi bậy vài bữa cho biết đi rồi về. Ba ngày thôi, rồi nhất định 3 ngày. Vậy ha. Nữ hoàng. Này nội giám quan. Dạ. Đây là thân quyến của nữ hoàng. Bây giờ ta truyền lệnh hành lễ đi. Gia quyến sao? Gia quyến sao? Lên luôn. Muôn tâu nữ hoàng, mời nữ hoàng lên giàn quả.
có nghĩa là đốt lửa lên thưa nữ hoàng. Dạ đúng vậy đó nữ hoàng, chính là quả thiêu đó. Ta là nữ hoàng, nữ hoàng duy nhất của Dương Quốc, tại sao quả thiêu ta? Tại vì người là nữ hoàng cho nên phải hiến thế người tiếp theo cùng tiên đế ra băng hà. Quên, tôi là nữ hoàng đang hiến tế rồi vậy hả? Đi rồi. Các bạn đã trở lại với chúng tôi, không đến một hành tinh nào khác. À, Việt Hương theo các bạn 11 tập, tới tập này là tập thứ 11, cho nên tôi biết được hành trình của bà Ba Bèo, cũng như là hai cô đào hát, hai anh kép hát. Nhưng hai ông anh của tôi liên tục phải hỏi là Hương ơi, cái gì vậy? Ai đang làm gì? Nhất là cái người nào mà yêu quý các bạn ở tập 1, tập 2, tập 3, nhưng nhỡ đến khi cái tập mà rớt ở không gian khác họ không coi thì lại không hiểu. Anh có coi một vài tập trước thì anh cũng hiểu sơ sơ về cái nội dung của cái nhóm này, nhóm ngũ sắc này. À, nói chung á thì anh hiểu, nhưng mà có cái đoạn đầu thì anh không hiểu lắm nên anh mới hỏi gì Hương. Theo Lý Hải nghĩ, ví dụ như muốn vô cái tiểu phẩm này á, để cho có thể là tất cả các khán giả mà ai xem trước hoặc là chưa xem người ta hiểu, thì các bạn phải ra câu nêu đầu tiên của cái tiểu phẩm này là cái gì. Nó sau đó rồi bắt đầu mới dẫn dắt khán giả đi tiếp. Thì nói chung là các bạn về nói kỹ thuật biểu diễn rồi bạn hát thì rất là tuyệt vời. Đây, tôi có lời khen cái cô đứng bên đây nè. Dạ, trời đất ơi, cổ đánh võ mà cổ kẹp, cổ có quật xuống quá chứ. Có võ thiệt không? Vũ đạo. Dạ, trời. Còn riêng bản thân Việt Cương, nếu tôi ở trong cái làng này, ha, bà Sáu trong làng này thì bà Sáu đi theo suốt với lại năm bạn rồi. Vẫn duyên dáng như vậy, vẫn hết mình như vậy. Hay ho, dễ thương, duyên dáng. Tập dữ lắm mới được như vậy. Dạ thôi, bây giờ em nghĩ là mình tới phần quan trọng là cho điểm đi. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương. 9.5. Số điểm của nghệ sĩ Chí Tài. À, Tài thì rất là thích cải lương. Thật ra là phải xin 10. Điểm tốt của ca sĩ Lý Hải sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Khán giả tại làng hài đêm nay quyết định dành cho đội ngũ sắc số điểm là 9.8. Xin chúc mừng đội ngũ sắc.
Một đội chơi đã xuất sắc lội ngược vòng để quay trở lại đêm nay và gặp gỡ chúng ta. Chắc chắn họ phải cố gắng rất nhiều bởi áp lực thời gian, áp lực tiểu phẩm và áp lực cho những công việc của các bạn nữa. Hãy xem đêm nay họ sẽ thể hiện như thế nào và có trở thành đội xuất sắc hay không. Hãy chào đón đội Divo. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thức thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, mưa xe như nước trên đường phố dài. Chị cho em hỏi là cái địa chỉ này ở đâu vậy chị? Em ơi, cái địa chỉ này nó ở cách xa đây lắm á. Dạ. Em đi tới đó hả? Dạ, ở đây có trạm xe nào không chị? Có em, ở ngay góc đường có mấy cái trạm xe. Dạ. Giờ này thì chắc xe sắp tới rồi, thôi em ngồi đợi đi, rồi chút dạ. Xe tới rồi đi ha. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ. Chị, lấy em chai nước suối luôn nha chị. Ừ. Ủa mà em, quê em ở đâu vậy? Dạ, quê em hả chị? Nhìn em giống người dưới quê mới lên ha. Dạ, em ở Cần Thơ. Cần Thơ? Dạ. Vậy là đồng hương với chị nè. Ủa, chị cũng ở Cần Thơ nữa hả? Ừ, đúng rồi. Chị ở khúc nào? Cần Giờ. Em thấy hai cái tỉnh nó đâu có đồng với nhau đâu chị. Không, em cũng cần là gần á em. Dạ. Dạ chị vui tính quá. Dạ. Em ơi. Dạ. Cất cái điện thoại vô, còn không á gọi điện thoại, đi vô chỗ nào kín đó mà gọi. Ở đây tụi nó ghê lắm, tụi nó giật điện thoại em đó. Không sao chị ơi, em có chuẩn bị tinh thần hết rồi, em cầm chắc lắm. À, không sao chị. Chị. Bao nhiêu đứa tới đây nói biết bao nhiêu lần, không có đứa nào nghe hết trơn á. Rồi đứa nào cũng giống đứa nào, đi ra một cách tuyệt vọng nè. Thở hổn hển, mệt quá, ngồi. Trời. Chị ơi, em dí nó không kịp chị ơi. Dạ, chị nói với em rồi, ở đây tụi nó manh động lắm. Em làm gì cũng phải cẩn thận. Chết rồi, bây giờ không có điện thoại, sao em liên lạc với ai được đây? À, hay là chị có cái điện thoại nè, mà điện thoại bàn. Ủa sao kỳ vậy chị? À, tại vì hồi đó lúc mà chị mới mở cái quán này nè, một ngày mất mấy chục cái điện thoại luôn em. Trời ơi, chị bị mất mấy cái chục cái điện thoại luôn hả? Không, điện thoại người ta. Để chị lấy điện thoại bàn, gọi nha. Dạ, dạ thôi được rồi chị ơi. Ai mua giùm xin gom đây ăn vô thơm miệng. Chỉ có 10 ngàn một dĩ. Mời các em mua xin dạ. Cơm chị đi em. Dạ thôi em đang buồn, em không có mua đâu chị. Sao em buồn? Em mới bị mất điện thoại. Trời ơi, mất điện thoại hả? Ở đây tụi nó mất hoài. Mà chị nói nghe nè, mất điện thoại thôi mà của đi thay người. Thôi bây giờ mua giùm chị đi xin cơm đi nha. Dạ thôi em không mua đâu chị ơi. Mua giùm chị đi mà, chị bầu bì mà em. Ủa? Chị có bầu hả? Em tưởng chị mập. Trời đất ơi, cái con nhỏ này đừng có xạo quá nha. Bầu bì gì 3 năm rồi chưa đẻ nữa. Trời, em đẻ năm 1. Hai đứa này đứa thứ 3 rồi. Mua giùm chị xin cơm đi em. Dạ thôi, không mua đâu. Chị mời mẹ không mua thôi. Thôi, chúc em thành công trong cuộc sống nha. Mau kiếm tiền mua lại điện thoại mới nha. Chị đi đây. Dạ, cảm ơn chị. Ây da, chết rồi. Ây da. Chị sao vậy chị? Em ơi. Chị sao vậy? Chị mắc quá. Ủa chị, đây có nhà vệ sinh không chị? Nhà vệ sinh ạ. Người ta mắc đẻ chứ đâu mà mắc nhà vệ sinh. Sao chị? Chị. Em cứu chị đi em. Em cứu sao? Em không biết đỡ đẻ. Mở ra cho lên. Cứu ở đây hả chị? Mở ra lên. Em mở ra. Mở ra, mở luôn. Dạ. Mở ra cho lên. Dạ rồi. Mở chưa? Dạ rồi. Cho chị xin 50 đi. Ủa vậy là sao chị? Là bị lừa rồi đó em. Ủa sao là sao em? Chính tay em mở hộp xin cơm đúng không? Chị đâu có hề mở. Em phải trả tiền chứ. Nè thấy không? Rồi, rớt rồi. Bụi không ai mà mua nữa. Em mua giùm chị đi cho lớn. Giờ hết rồi ai mua nữa. Trả tiền chị nha nè. Giờ sao? Trả không? Ở đây là chị nắm chùm nha. Đàn em chị nhiều lắm nha. Em là quà chị nói xử đẹp em luôn á. Nè chị. Thấy không? Nãy giờ đưa sớm là được rồi. Khang giọng luôn à. Chị xin lỗi em chứ mấy cái này chị không có
không có can thiệp vô được đâu. Chị can thiệp vô tụi nó tới, tụi nó phá quán chị chết luôn á. Dạ thôi em biết rồi. Quán mình có gì ăn không chị? Có đây. Nữa hả chị? Bông lan nằm cánh trên nhị vàng, hoa thương cô nàng kéo nương bánh bông lan. Xe đò lúc tình thân thang, quen ơi à bên tiên qua giang tiệm dìa. Chị bán bánh bông lan hả chị? Không, chị bán kem. Dạ vậy thôi chị bán em cây kem đi chị. Tao bán kem trộn mày ăn sao được. Bán kem trộn? Bán kem trộn. Dân xin giới thiệu với em và mọi người, đây là kem trộn Lê Trang. Kem trộn Lê Trang với chiết xuất 100% thiên nhiên từ thảo dược tự nhiên của trái lê và hoa trang. Kem trộn Lê Trang không phẩm màu, không quá chất, không bánh tráng trộn. Hả? Gì có bánh tráng trộn nữa chị? Không bánh tráng trộn, ý là không trộn bánh tráng vô, không có tạp chất á, nó 100% thiên nhiên đó. Xài kem trộn Lê Trang quý vị có làn da trắng mịn, không sợ bị gãy rụng. Bạn sợ nắng, bạn sợ đen, bạn sợ chồng ghen, bạn sợ chồng bỏ, đừng lo, đã có kem trộn Lê Trang. Kem trộn Lê Trang đánh tan vết bẩn. Mua đi em, có 20.000 một hũ thôi mà về đảm bảo là bao trắng, không bao giờ tìm chị. Là sao không bao giờ tìm chị? Biết tại sao không? Sao vậy? Tại vì em bỏ mối khắp nơi rồi, không bao giờ tìm được em được. Ờ, giờ anh mua cho em hũ đi, trắng lắm. Anh coi nghe, công dụng đặc biệt nè, quẹt một miếng trắng không? Làm lại. Nhìn kỹ nha, quẹt một miếng trắng không? One more time, một lần nữa thôi. Trời, quẹt một miếng trắng không? Trắng đúng không? Đó, bởi vậy em nói khứa qua. Sao vậy chị? Đi ngoài đường á, bụi nó bám vô. À, da trắng quá đó, sức kem trộn cái mũi nó chích, nó thích đó, nó thích. À, dạ, em không có mua chị ơi. Em mua đi, dạ. Có 20.000 hả? Dạ thôi, em không có mua đâu. Trời đất ơi, ra quá thì ra không mua hả? Dạ không. Thôi được rồi, chị cũng dễ tính lắm. Dù mình buôn bán thì hiền lành, không mua thì thôi. Giờ làm cái ảo thuật tặng chơi trước khi đi được không? Ảo thuật hả chị? Ảo thuật tặng em. Dạ. Cho chị mượn tờ 20.000. Nhanh. Nhanh đi. 20 hả chị? Ừ, bước ra đây. Giờ những gì sau đây là Lê Trang sẽ ảo thuật một tiết một 20.000 biến quá. Bây giờ em phải nhắm mắt lại. Em nhắm mắt lại và em tưởng tượng một cái khu vườn thiệt là đẹp. Nhắm mắt lại đi em. Rồi đưa hai bàn tay ra trước. Sau khi chị đếm 1, 2, 3 là em sẽ mở mắt ra. Điều kỳ diệu sẽ xuất hiện trước mặt em được không? Dạ. Rồi chuẩn bị nghe. Dạ. 1, 2, 3, mở mắt ra đi. Trời ơi, từ 20.000 của bàn tay em có được một hộp kem luôn. Ủa, quá xuất sắc. Ủa, là chị lừa đảo em hả? Dạ. Lừa đảo chị em xin lỗi chị, em lỡ lời chị. Sao vậy? Em nói chị lừa đảo. Thì chị lừa đó em. Lừa đó thì coi như là bán được hộp kem được 20.000, đâu có gì đâu em, bình thường mà. Sao vậy luôn hả chị? Vậy đó, được 20.000 rồi xong rồi, xài đi nha. Ừ, tạm biệt em. Dễ thương dễ sợ, đi nha. Trời ơi, nhưng mà em đâu có xài mấy cái kem này đâu. Ở trên đây em phải như dưới đâu mà cứ tin người ta như vậy. Rồi bây giờ tiền đâu về? Em cũng không biết. Cái gì nữa vậy? Có nên giúp không chị? Chị thấy cũng giống thiệt, nhưng mà không biết sao nữa em ơi. Để em ra em coi thử coi sao chị. Anh ơi, anh gì ơi, anh
Anh ơi. Sáng sớm, sáng sớm, sáng sớm. Ủa là sao vậy chị? Vậy là em bị lừa thêm lần nữa rồi đó. Chắc không phải đâu chị. Tại vì em đâu có bị mất cái gì đâu mà lừa chị. Em thử em kiểm tra lại. Cái ba lô của em luôn rồi chị ơi. Thôi. Trời ơi. Thôi ta chứng kiến quá nhiều vụ rồi. Bây giờ không còn cảm xúc với mấy cái vụ này nữa rồi. Giờ sao giờ chị? Là cái ba lô trong đó có cái gì? Có tiền dành dụng của em trong đó. Mất hết luôn hả? Giờ mất hết luôn rồi chị ơi. Em tự dưới quê lặn lội xa xôi lên đây nè. Em lên đây để em kiếm việc làm phụ cho ba mẹ em. Mà giờ em mất hết rồi. Giờ sao em về quê đi chị? Khổ quá à, đã nói rồi. Ở trên đây không phải ai em cũng tin được đâu. Nói từ nãy tới giờ hả, cứ hết tin đứa này tin đứa kia. Quay lại đây. Chị. Thôi đi, mệt quá. Sáng giờ tao bán không có nhiều tiền hết á. Nhưng mà thôi kệ, coi như giống như hôm nay bán không có lời. Vậy đi, cầm tiền á đi về. Chị. À, mai mốt á tỉnh táo lên một chút. Chị. Cái gì? Em cảm ơn chị nhiều. Không ngờ trên cái đất Sài Gòn này em còn gặp một người tốt như chị. Thôi đi đi. Đi đi, để trễ xe bây giờ. Em về nha chị. Đi đi. Khi nào em có tiền em sẽ quay lại trả cho chị. Ừ. Em cảm ơn chị. Bánh xe bên đây. Dạ. Em đi nha chị. Thiệt tình luôn á. The one, the two, the three, the four. Mày ra nhanh lên coi. Gì vậy? Mới lấy được tiền nhiều sợ ăn cướp bà ơi, đứa nhỏ nhỏ thôi. Ai cướp mày, tướng mày như con voi nước vậy đó. Nói lại, nói tao coi lại mình. Ê! Mày đây béo. Đánh béo. Anh kia bước qua đây. Bỏ vô tiền, bỏ vô. Đẹ. Còn giấu nào nữa. Nè mệt quá à. Thấy ghê thiệt, gian lận. Đi ra. Gì nữa? À đúng rồi, ba lô nữa. Sao lẻ 500 đồng con đó nữa? Rồi ra luôn, ra luôn, ra luôn. Ờ, tốt. Nhanh nhanh đi em ơi. Rồi bỏ một lượt đi mấy đứa. Rồi vậy đi. Trời ơi. Điểm tiền. Tao điểm. Chết rồi hả? Cái con mập kia ra đây. Ra đây. Hai con mập làm chi con mập nào? Cái con mập kia kìa, cái con mập trắng. Ê, mập lùn, mập lùn, mập lùn chứ. Là mày 1m54 nha, lộn đâu lộn. Chị hai tụi bay chết rồi hả? Hả? Tiền mỗi ngày phải đưa đây đủ chứ. Trời ơi. Ước gì đâu không à. Bởi vậy tôi nói mà, cái thế giới này không có tin được ai hết á. Trong mặt mà bắt hình dong á là lầm rồi. Trời ơi. Và xin mời chúng ta cùng lắng nghe phần nhận xét từ phía giám khảo. Em ơi, tiểu phẩm rất là tốt. Mọi người cứ phải nghĩ là tiểu phẩm là có phép có bài học tư tưởng. Chị không cần, cứ cần xoáy vô một chỗ là tụi em giải quyết vấn đề. Em giải quyết vấn đề rất đẹp. Mà khi mà hai đứa tụi em diễn á, chị thấy tụi em không có lòng tin. Giống như tại sao tiếng cười nó không ở mình, mà trong khi hai cái bà phụ, bà duyên dáng bị bà phụ mà đâu có áp lực thi, hôm nay trang đâu có áp lực thi đâu, bà diễn thông dâm vậy đó. À, tiểu phẩm này nó làm cho anh á, cá nhân anh á ngạc nhiên này qua nhạc ngạc nhiên khác. Anh có lời khen hết tất cả đó, đặc biệt là thân. Em với Việt Hương em cũng giống em lắm hả này. Trời đất ơi, nếu mà nhắm mắt lại tưởng rồi chắc Việt Hương đâu quẩn quẩn ở trên kia kìa rồi. Nói chung là một tiểu phẩm nội dung nhẹ nhàng, yếu tố bất ngờ có. Mình cũng đang đón, đang chờ đợi là chắc có lẽ là cái cậu con trai này, cậu sẽ là người lật kịch, cậu sẽ là người thâu tóm tất cả những tiền của những cái người kia. Nhưng mà cuối cùng thì lại lật khác mình suy nghĩ, rất là bất ngờ. Bây giờ bốn bạn tin đi, điểm các bạn sẽ rất cao. Xin mời giám khảo Việt Hương, 9 điểm rưỡi. Xin mời nghệ sĩ Chí Tài, 10 điểm. Điểm số của anh Lý Hải sẽ được giữ lại
Và bây giờ sẽ là điểm số từ 100 khán giả tại làng hài chúng ta đến đây. Xin mời. Điểm số của khán giả dành cho đội Divo ở đêm nay là 9,3 điểm. Xin được chúc mừng đội Divo. Chào toàn thể tất cả quý vị quan khách đã đến với bữa tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi của con trai tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, con trai tôi là một đứa con rất ngoan hiền, học giỏi. Và ngày hôm nay tôi tổ chức tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi. Tôi tổ chức tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi cho con trai tôi nhằm với mong muốn... Tôi tổ chức tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi cho con trai... Cái gì vậy? Chỗ ông ta đang lao mà chàng ràng, đứng nói lèm bèm gì không hiểu gì hết trơn chùa. Trời đất ơi, tôi lèm bèm cái gì? Tôi đang đứng đây tôi tập nói để lát nữa mà tới tiết mục sinh nhật của con tôi đứng tới phát biểu trước đám đông. Nó đã mời bao nhiêu bạn bè nó tới mà. Khỏi cần tập cũng đủ ồn rồi. Gì vậy con? Ai lấy cái bồn tắm? Con đã mất tiêu, con phải đi tắm con. Ai đem cái phao qua đây vậy má? Má đó, má đem cái phao, cái bồn tắm của con ra đây cho dì hai. Tại bữa nay lau nhà mà cái nhà lớn quá, phải lấy cái bồn tắm ra lau nó mới đủ, chứ cái xô lau không có đủ. Má cái này là cái bồn tắm của con, má đem về má lau nhà. Ý má nói con có mặt như cái nồi dẻ đó hả? Má xin lỗi con. Dì hai ơi, dì hai, thì nghĩ sao vậy? Dì đem cái này ra đây, dì lau nhà rồi hư cái mặt con tôi rồi sao? Dì nói sao? Dì nói cái mặt con tôi như cái bồn tắm mà, đúng không? Mà nó như cái nồi dẻ đúng không? Tôi chửi không đúng hay gì mà dì khóc. Khóc cho lặng lẽ, cãi lại chi cho thêm ồn. Mẹ ơi, nói coi kìa, nói một tiếng mà trả lời một tiếng à. Chị nghĩ làm sao? Tôi nói chị một tiếng, chị trả lời một tiếng. Đi vô. Má ơi, nghĩ làm sao mà đuổi bả, cái bả đi vô liền kìa. Chị hai, sao tôi kêu gì đi vô, cái gì đi vô liền vậy? Chị không thưa gửi tôi tiếng nào hết. Đi vô cho lặng lẽ, cãi lại chi cho thêm ồn. Má coi đó, người làm mà chả treo vậy đó, má đuổi bả đi. Thôi 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 mà, má thương. Thôi bữa nay sinh nhật nè, đừng có buồn nữa. Vui lên, tươi lên, mặt vui lên. Má bữa nay là má chuẩn bị hết tất cả cho con rồi. Mọi thứ bàn tiệc má chuẩn bị hết rồi. Đặc biệt má có mời tới đây ảo thuật tạp kỹ cho con. Bao vui. Thiệt hả má? Thiệt. Ủa mà sao bạn bè con giờ này chưa tới? Hẹn tới giờ rồi. Tới rồi nè. Cho đi mấy đứa. Trời đất ơi, con trời. Bớt nói cho sang. Ê, xin được chú giãn cho luôn. Ờ. Mì hết chưa? Lấy ghế. Lấy ghế. Ê, xin mặt chú mà không có gì hết trơn, vậy trắng que vậy. Ờ, thì mới chuẩn bị. À, đợi hả? Cảm ơn nha. Ờ, bác. Bác cái gì? Đồ ăn sống dọn ra. Hả? Ủa, nhân viên lên ơi, nhưng mà đã nói vậy dọn đồ ăn ra. Hả? À, hả giả mặt rồi chứ hả? Cái chiên nó thật tiền mà lười biếng. Lừa cái gì mà lười chảy xác nhất hay lười trây ra đường phố. Lười nó khủng bố tầng ozone. Lười héo hon vũ trụ. Lười tích tụ một làng. Lười lây lan từng cm. Lười vedet. Lười diva. Lười tàn trữ. Lười bao xô. Z studio làng hài mở hội. Đuổi mày đi. Má tao sao tao đuổi? Đứng lại. Thằng mới vừa nãy là ai? Bạn mày đúng không? Gì dạ? Vô đây! Đi học về là đi đây học. Bác mới học về. Nhưng việc của bạn rất là lớn á. Con chúc bác á, bác niên dây lão, trường thọ trường xuân, sớm làm mẹ thiên hạ, má thiên nhiên, một bà điên vũ trụ. Trời ơi!
Ủa con, nãy con vô đây con có thấy cái thằng nào mà nó chửi bác xối xả nó chạy ra không con? Ai bác? Cái thằng nào nó vô đây nó chửi bác lắm, nó giống mày lắm. Mặt cái thịt mày luôn á. Trời ơi, người giống người mấy hồi bác ơi, vô lộn nhà bác đó. Nhưng cái quan trọng là tại sao có một mình con vô đây, mấy đứa bạn mày không vô? Con của bác sống tốt quá, đức độ quá, có mình con chơi hà, các trường ghét lắm. Nhưng mà còn thông tin quan trọng nữa, cả trường nói bữa nào á kéo nhau qua nhà Phúc Zalo chơi. Đúng cả rồi trường. Bữa nay luôn chứ bữa nào nữa, kéo lại đi. Ừ, qua mọi đứa cầm trái bơm đặt vô chạy. Mai qua sinh nhật, qua sinh nhật. Mai qua đặt trái bơm. Happy birthday. Cái gì mà quýnh dữ vậy? Mời tôi tới đây diễn ảo thuật mới vừa lú lên quýnh quá trời quá đất à. Ủa? Con tới đây diễn ảo thuật hả? Dạ mời con tới đây diễn ảo thuật tụi con nhóm ảo thuật Quỳnh Tiến Khoa nè. Chào Quỳnh tên. Tiến Khoa. Quỳnh Tiến Khoa hả mày? Mày dạ. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đỡ tao ra. Con không có ưa nữa. Cái gì đây? Tại sao mày có mặt ở đây? Sinh nhật tao. Sinh nhật của mày. Ủa vậy là bữa nay con tới đây con diễn sinh nhật nó. Con tưởng sinh nhật của ai, sinh nhật của mày tao không diễn. Ủa gì? Không diễn thôi mày. Ê, diễn. Mày không biết đâu, ở trong trường cái thằng này nè, học ở trong trường không biết giàu nhiêu mà chảnh. Bạn bè nó không coi ai ra gì, từ thầy cô cho tới bạn bè nó đụng cái gì nó dán tiền trong mặt người ta ha. Mày coi thường bạn bè đâu có ai chơi với mày, còn thằng kế bên là thằng hèn suốt ngày tò theo để xin tiền. Một thằng hèn. Ừ. Một thằng sang chảnh. Không diễn. Đứng lại. Phúc. Mày điên quá đi, má mày mướn bỏ tiền ra mà kêu lại hành nó chơi. Má vô gì con, bây giờ con muốn xem nó diễn bằng mọi cách, má giữ nó lại cho con. Cái mặt mày lật hơn bánh tráng thằng kia luôn đó. Con bác nói con nghe nè, bây giờ thằng con bác nó thích con lắm, bây giờ con lại dù ít dù nhiều con phải diễn một tiết mục đi con. Một tiết mục đúng không? Một tiết mục thôi. Một tiết mục này là con miễn phí cho bác, tại vì ít nhiều gì cũng là bạn bè anh em chung trường với nhau. Không lẽ giờ sinh nhật của Zalo mà không có quà cho Zalo đúng không? À. Cho nên có một món quà dành cho Zalo liền. Ê có tao không? Mày xài chung luôn. Thích dạ. Đã vậy. Cái này là một cái tờ giấy. Biết tờ giấy này dùng để làm gì không? Gì? Mình sẽ đốt tờ giấy này, nó sẽ biến ra món quà cho bạn. Thôi mày ơi, trò chở búa. Trời ơi, đốt tờ giấy cái bài cái bông hồng mà chẳng biết. Đúng rồi. Vậy mày không lấy phải không? Có bông lấy à. Vậy thì tao mời mày đốt luôn. Thử nghiệm luôn hả? Đốt nha. Hay quá con ơi. Cái cây đây rồi cái bông đâu? Bông đâu? Người ta là dùng bông, còn với mày thì không nên dùng bông mà mày nên dùng cái này nè. Hay quá con ơi, trời ơi xuất sắc. Trời ơi hay quá con ơi. Tôi tặng cái này cho mày. Ý nếu muốn giật nước cho mẹ con mày trôi ra biển lớn. Gì vậy còn sao? Trời ơi, giữ nó lại. Biểu diễn cho con coi. Rồi. Thôi bác lại con, thằng con bác nó thích con quá. Mặc dù con tặng cho nó nguyên cái cây đó mà nó vẫn thích con. Thì thôi con ở lại con diễn cho nó đi. Con nói với bác rồi con không diễn. Thôi mà diễn đi, bác trả lương gấp đôi. 1 triệu. Không diễn. Rồi ơi, 2 triệu. Không diễn. Trời ơi, 5 triệu. Con không diễn. Có lấy tiền cho mà con không diễn. 10 triệu. Con nói với bác một lần cuối cùng nha, con người của con không dễ mua bằng tiền nha, bác đừng có làm như vậy với con nha. Bác nói bao nhiêu? 10 triệu. Vô diễn anh em. Ê mày, tao lật mặt 1, lật mặt 2, giờ mày lật mặt 3 hả? Bây giờ có tiền là tao lật mặt bất chấp. 10 triệu nếu như vậy diễn cho xong show này, tiền ngu gì không lấy. Chuẩn bị đạo cụ anh em. Bữa nay là sinh nhật của Zalo, con sẽ chuẩn bị cho Zalo những tiết mục hoành tráng nhất. Ồ, đã có bánh kem đây rồi. Tại sao trong nhà không có một cái tờ băng rôn nào? Băng rôn đâu? Bánh kem đã có thì cũng cần phải có dao cắt bánh kem. Tiết mục bắt đầu. Vỗ tay. Hay quá anh em. Tạ. Tự nhiên bắt tốn tiền tốn bạc mà mày đòi con nói trảm cái bánh kem. Bác xin lỗi con.
Bác kỳ quá, tiết mục đang diễn ra mà bây giờ vậy rồi. Ôi mà con ơi, bây giờ cái tiết mục vậy, bác không thích tiết mục này cho bác tiết mục khác được không con? Bây giờ cung phu bác không chịu đúng không? Ừ. Cung phu không chịu thì qua đến nội công và ảo thuật. Anh em, giang trận. Giang trận đi bác. Dẫn công đến cái bàn tay đây coi. Quê lên. Cất. Dạ con chào bác. Tiết mục hay không bác? Trời ơi con diễn cái gì mà cái bàn nó bay thẳng ở trong mặt bác vậy con? Chắc cái mặt bác có sức hấp dẫn cho nên nó muốn bay vô. Bác biết mặt bác hấp dẫn mà. Dạ cái sức hấp dẫn của bác lạ lắm cho nên bất kỳ cái vật thể bay nào cũng muốn đậu vô mặt của bác hết á. Nói chung là thích tiết mục của con lắm, hay quá trời hay, xuất sắc. Dạ con cảm ơn bác. Hay quá. Bác đề nghị nè, mấy cái tiết mục mà giá trị xuất sắc vậy đó, coi ba đứa như cái bộ tâm sên điều hiu vậy lắm, bác ra bác kêu bà con nào ngoài hai bên vô coi cho nó sơm tụ. Kêu chứ đông vậy, mày điên quá đi, kêu đông vô làm nhục nó mới đã. À đúng rồi, má kêu bà con nội ngoại qua kéo qua coi, mình bỏ tiền nhiều mà. Ờ ha, bác má bỏ tới 10 triệu bạc lận. Dạ. Ê bác kêu mà đâu còn ai bà con họ hàng đâu, kêu hàng xóm láng giềng, kêu hàng xóm để bác ra kêu hàng xóm. Bà con ơi vô coi nè, hàng xóm ơi. Bây giờ sao vậy? Bây giờ tao tới đây tao diễn tiết mục sinh nhật cho mày, bây giờ tao diễn xong rồi, bây giờ mày muốn cái gì nữa? Trò mày làm toàn trò mèo không mà, được bằng tao không? Ủa mày biết làm trò hả? Muốn mở mang tầm nhìn của mình thì lên đây. Mày dám không? Đi tao sợ mày hả? Lên đi coi. Nè nè, một hồi mày không làm ra trò là mày chết mày với tao nha. Nha. Tao làm được cái gì? Dĩ nhiên của chú tôi, mời bước vào. Bước vào đây. Ừ. Bước vô đây hả? Tiết mục tiếng Pháp được bắt đầu. Dạ. Trước tiên nè, nước không thấm cái xô đầy nước nè. Trước tiên phải làm ướt diễn viên. Ê. Oh. Tao. Xong. Cái gì xong? Tao biến khô thành ướt. Trời ơi. Trời ơi. Ai mà cái nước này là nước gì? Nè, nước này là nước giặt đồ dẻ nhà tao á. Cái thằng này. Thằng này cái gì? Ê, khoan. Tụi bay làm gì vậy? Đánh nó chứ làm gì? Mắc gì đánh nó? Nó đổ nước lâu dẻ vô đầu mày. Có gì đâu, bình thường. Bây giờ ê Zalo, mày giàu đúng không? Ừ. Mày muốn tao tắm nước này đúng không? Ừ. Mày quăng tiền đó đi. Được. Chuyện nhỏ, tao cho mày 500 ngàn đó nè mày. Tao xối 1k nè mày. Trời ơi. Cho mày thêm 500 nè mày. Tao xối 2k nè mày. Trời ơi trời. Mày dám tắm không? Tao cho mày 1 triệu. Tao bơi luôn nè mày. Mày điên vậy hả? Điên gì? Trời đất ơi. Nước này là cái nước gì mày biết không? Cái nước nó lau nhà đó. Nước lau nhà thì sao? Mày thấy ông xối dài ba gáo tao được 2 triệu bạc kìa. Vì tiền mà mày mất lòng tự trọng hả? Sao mày hèn vậy? Nhưng mà má tao cần tiền. Má tao đang bệnh ở nhà mày biết mà. Ba bệnh ở nhà mà ba có tiền uống thuốc đâu. Hằng ngày ba đi phụ làm cho người ta từ sáng cho tới tối mịt, bị người ta chửi vô trong mặt mày biết mà. Bây giờ nếu như tao xối ba cái nước này lên người của tao nè, tao có được mấy triệu bạc tao đưa cho má tao. Tội dạ gì tao không làm. Nào giờ tao giúp gì được cho bà? Thôi, trò này hết vui rồi. Bây giờ có nước rồi, tao muốn có lửa. Tụi mày muốn lửa tao coi đi. À, được rồi. Muốn nhanh rồi về. Hay quá ha. Có ôi tiền, muốn kêu nó làm cái gì cũng được hết. Ê, cái gì nào? Mày muốn mua lửa chứ gì? Tao sẽ mua lửa cho mày coi. Mày làm gì vậy? Uống dầu mua thôi. Lửa. Chi vậy? Để tao mua lửa chứ làm cái gì? Mày muốn mua lửa thì tao mua lửa cho mày coi. Ai mượn mày? Tao muốn thằng Khoa diễn. À, nhưng mà thằng Khoa không biết mua lửa. Cái gì? Nó không biết. Nó không biết thì tao càng muốn xem. Sao? Mày chịu múa không? Chịu không? Nếu như mày chịu múa, tất cả số tiền này sẽ là của mày. 10 triệu đó, mày dám không? Dám làm không? Dám không? Tao múa. Khoa, mày cái gì vậy? Tụi bay đừng có quá đáng nha. Mày đưa đây cho tao. Ê, không mày có được đâu. Mày đưa đây cho tao. Mày ngày thôi đó Khoa. Phun lửa có một cái tao kiếm 10 triệu cho má tao. Nhưng mà tao vẫn lo. Trời ơi, bây giờ nó điên dầu rồi, nó cháy luôn. Trời ơi, không lắm rồi, đừng có. Tao hay mua, tao mua cho má tao mà. Khánh! Ê! Ê! Trời ơi! Cái gì vậy? Trời ơi! 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 Trời
Quá! Quá! Thằng Quá! Con! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con ơi! Tại sao vậy? Ai làm gì con tôi? Ai làm gì con? Thằng Phúc đưa em mà Quá mua đó bác ơi! Bác hai! Bác hai ơi! Bác hai! Tại sao vậy? Bác hai! Tại sao em không ai ơi, con không biết. Tại thằng này nó xúi nè. Sinh nhật mày mà. Mày chơi. Mày xử lý đi. Ai? Ai? Bà. Cái thằng phá gia chi tử. Mày hại tao rồi. Mày hại cái nhà này rồi. Bao nhiêu trò mày không chơi. Tại sao nhà tao mày không đốt đi? Mày nghĩ sao mà đi đốt người? Rồi bây giờ nó chết rồi đó. Công an tới cầm đầu mày. Rồi tao ở với ai? Nói cho sàn. Bác Hai. Má con có làm sao đâu má. Trời ơi, con là đi dân đi diễn hàng đêm mà. Con có chiều của con hết. Bữa nay con tới đây á là tao cho mày biết nha. Không phải có tiền muốn làm cái gì thì làm nghe. Mày coi thường người khác. Lỡ cái này tao biết làm. Nếu người khác không biết làm á, có hối hận không kịp nha. Tiền không có mua được nha mày nghe. Sáng con bắt mày ra. Má, bữa nay con giỏi lắm. Con kiếm được 20 triệu cho má mua thuốc chữa bệnh á. Con bán mạng của mình đi. Con đổi gì cho má 20 triệu? Rồi con có bề gì? Má cầm 20 triệu đó má có thể mua được thằng con trai cho má không? Con có bề gì má sống sao hả Quá ơi? Con xin lỗi má. Không có không. Mày mốt con không làm vậy nữa má. Trời ơi, mày thấy con người ta chưa? Bởi tao nói rồi, mày chơi với mấy đứa bạn xấu đi, nó xấu theo. Ông bà nói đúng lắm mà. Con hư là tại bạn mà. Phi lý, tại mẹ. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Một câu chuyện với tôi là một câu chuyện cũng khá là xúc động. Xin mời giám khảo Việt Hương. À, anh Hải với là anh Tài Hoàng Khánh hả? Bây giờ như là em mới đổi một cái tên là Tiến Khoa. Quỳnh Tiến Khoa. Quỳnh Tiến Khoa là một trong những cái thí sinh mà trong cái nhóm Xém Cười đây là diễn viên chính. Anh ta cũng là người viết kịch bản rất là nhiều luôn. Kế bên bạn Phúc Zalo là bạn Minh Dự. Dạ, em tên Minh Dự. Minh Dự. Duyên dáng điềm đạm hợp vai thằng Vàng với Phúc Zalo là nó giữ cái xương sống nguyên một cái đường lóc. Ồn mà đến khi mà nó nhào ra tới kia nó kêu sớm tôi mừng hết sức mừng thiệt nó bớt ồn luôn á Vàng. Anh Chí Tài khi mà thấy bạn bước ra anh mừng, anh nắm tay tôi anh xúc động. Cái tôi mà hỏi làm gì vậy, giữ giận mê gái không? Nói không, đã có người giả gái xấu hơn anh. Xuất sắc, không còn gì để nói. Chúc mừng em đổi một cái tên nghe thuận miệng, Tiến Khoa. Tiết mục này á, theo cảm nhận của Hải thì là hoàn chỉnh nhất từ đầu tới giờ. Kịch bản là rất chặt chẽ, phân bố diễn viên rất là đẹp. Đẹp từ cách diễn cho tới là cách lời thoại. Tất cả mọi người ai cũng tròn vai hết và đem cảm xúc cho mọi người xem, cảm thấy rất là dễ chịu. Mình hy vọng rằng nếu bước tiếp vào cái dòng tiếp theo nữa, các bạn sẽ có những kịch bản hay như thế này. Trời ơi, mê rồi. Anh Tài mê rồi. Mở màn đi ra che cái quạt thì anh thấy cái ngoại hình rất là đẹp. Mở cái quạt anh muốn xỉu luôn. Anh cũng đã diễn kịch của Khoa viết một hai vở rồi thì cũng không lấy làm gì ngạc nhiên cho lắm, tại vì Khoa là một người viết kịch bản rất là tốt. Bữa nay mà có điểm mà anh muốn khen em là độc nhất là em làm ảo thuật, đặc biệt là cái màn cháy á. Anh không nghĩ là em đem lên sân khấu đâu thiệt. Cái màn cháy thì là em muốn cảm ơn một người, đó là anh Công Chí, anh ảo thuật gia Công Chí. Đâu dạ, rồi? Em mời anh Chí. Mời anh ra đây anh Chí rồi. Mời anh, chúng ta giờ một tràng pháo tay cho ảo thuật gia Công Chí. Anh là người đã chỉ cho các bạn những màn ảo thuật ngày hôm nay. Rồi, chúng ta đã nhận rất nhiều lời chúc mừng rồi. Và bây giờ sẽ là lúc hồi hộp chờ xem điểm số từ ban giám khảo ngày hôm nay. 10 điểm cho Xém Cười. Rồi, bây giờ em mời
tay. Lẹ lẹ đi, trời ơi. Đưa ra đi, nó kêu em nổi da gà rồi kìa. Mười điểm. Và số điểm của ca sĩ Lý Hải sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần trao điểm của 100 vị khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Và số điểm từ phía 100 khán giả đêm nay dành cho đội Xém Cười các bạn sẽ là 9,6 điểm. Xin chúc mừng. Vậy là đêm nay cả 4 đội đã gặp gỡ chúng ta với những câu chuyện thật hay, thật hấp dẫn, đúng không ạ? Và một lần nữa chúng ta chào đón sự trở lại sân khấu cả 4 đội thi đêm nay. Xin cảm ơn tất cả các đội. Và như chúng tôi đã thông báo, đêm nay đội có số điểm thấp nhất sẽ phải chia tay với chương trình Làng Hài Mở Hội. Và 3 đội còn lại, các bạn sẽ chính thức bước vào vòng chung kết bảng. Một đội điểm từ giám khảo khách mời là 10 điểm, có số điểm là 39,6 điểm, đứng ở vị trí thứ hai. Chúc mừng đội Xém Cười. Các bạn có điểm từ giám khảo khách mời là 10 điểm, điểm tổng cộng là 39,7 điểm và các bạn đang giữ ở vị trí thứ nhất. Chúc mừng đội Đom Đóm. Chúng ta còn lại đó là Ngũ Sắc và Divo. Một đội có điểm số từ khách mời là 9 điểm, tổng điểm của các bạn là 37,8 điểm. Và một đội có điểm số từ khách mời là 9 điểm rưỡi và tổng số điểm của các bạn là 38,8 điểm. Đội nào sẽ phải chia tay với chúng tôi? Đội đang có số điểm là 38,8 điểm, đứng ở vị trí thứ ba. Chúng tôi xin được chúc mừng Ngũ Sắc. Và như vậy là Divo, các bạn đang có tổng số điểm là 37,8 điểm và các bạn sẽ chia tay với chúng tôi trong đêm nay. Một lần nữa cảm ơn Divo, các bạn đã cùng chúng tôi đi qua rất nhiều những chặng đường và cống hiến cho mọi người những tác phẩm, những tiểu phẩm thật hay. Cảm ơn các bạn đã đến với Làng Hài Mở Hội ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn thật nhiều. Quý vị khán giả thân mến, vậy là đêm nay chúng ta đã gặp nhau và sẽ tạm biệt ở đây. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ cùng chào đón một dòng thi hấp dẫn, đó là dòng chung kết bảng của chương trình Làng Hài Mở Hội của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long kết hợp cùng Z Studio sản xuất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.